Hạ Nhất Thiên vừa ra đời đã bị thầy bói nói là vật hiến cho ma quỷ, không sống quá 7 tuổi. Vì để cứu mạng anh, bà ngoại đã đưa về cho anh một cô vợ nuôi từ nhỏ, nhưng điều kỳ lạ là anh chưa bao giờ nhìn thấy chị vợ. Bà ngoại nói, "Ngốc ạ, à, cô ấy vẫn luôn ở bên cháu." Nói xong còn chỉ vào cạnh anh, mỉm cười dịu dàng. Vậy là trong gần 20 năm, mỗi lần anh gặp nguy hiểm, chị vợ đều biến nguy thành an. Nửa đêm ngày 14 tháng 7 năm đó, anh nằm mơ thấy bà ngoại tới thăm mình, cõng một cô gái váy đỏ trên vai, còn vẫy tay với anh nhưng lại không nói lời nào. Anh muốn đưa tay ra nhưng cô gái ấy lại kéo anh mãi, khi tỉnh lại anh đã đầm đìa mồ hôi, trong lòng buồn man mác, mình mơ như vậy là sao? Bà ngoại sao vậy? Anh không khỏi nhớ lại mọi chuyện về bà, năm 1989, mẹ Diệp Thiên mang thai anh nhưng bị đi lạc, cuối cùng sinh anh trên đường, từ đó anh thường xuyên mắc bệnh lạ, khám bác sĩ cũng vô dụng, hồ sơ khám bệnh chất cao như núi. Vì để cứu anh, mẹ đã đi cùng bái khắp nơi, cuối cùng đã tìm được một thầy bói rất giỏi nói anh là mạng quỷ, năm âm, tháng âm, giờ âm, đất âm. Mạng âm tiếp nối, điều này đã được người ta tính vậy trước khi anh ra đời, không có cách phá giải, cùng lắp chỉ sống được tới 7 tuổi. Hơn nữa sau khi chết Hạ Thiên sẽ bị dùng để nuôi ma quỷ đi hại người, mẹ anh nghe xong ngây người, vội cầu xin ông thầy bói giúp đỡ, ông thầy bói bói một quẻ, hôm sau đã chết bất đắc kỳ tử. Người mẹ bất lực nhớ tới bà ngoại có thể đuổi tà trừ quỷ, nhưng bà đã vào núi sâu sống nhiều năm không có tung tích nhưng mẹ rất kiên trì cõng diệp hạ thiên đi theo con đường bà ngoại vào rừng năm đó ba ngày ba đêm sau mẹ đã tới nhà nhỏ của bà ngoại bà ngoại thấy anh thì rất vui nhưng vừa bấm tay được một lúc bà đã nhận ra anh bị người ta ám vậy là đã lập đàn tế cho anh nhưng không phải để chữa bệnh cho diệp hạ thiên mà là cưới một người vợ theo cách tự chủ cho anh cho dù cách làm của bà ngoại là đúng hay sai thì sau này hạ nhất thiên cũng rất khỏe mạnh không có bệnh tật gì nhưng anh rất tò mò. Bà ngoại nói anh có chị vợ nhưng sao anh chưa bao giờ thấy cô ấy. Anh bám theo bà ngoại hỏi vô số lần và câu trả lời đều như đầu video. Mãi cho tới khi anh 12 tuổi anh mới nhìn thấy cô ấy lần đầu tiên. Mùa hè năm 12 tuổi đó, Trương Nhất Đản và Hạ Nhất Thiên đi qua bờ sông, Hoàng Đông lớp bên rủ hai người xuống sông bơi. Mùa hè ở phía nam rất nóng, anh và Trương Nhất Đản nhìn nhau một cái rồi cởi quần áo ra nhảy xuống sông. Lúc này một sức mạnh kỳ lạ kéo anh lại, anh có thể cảm nhận được bàn tay lạnh lẽo đang kéo quần anh tới biến dạng anh cúi đầu nhìn thì không khỏi giật mình dưới mặt nước hiện lên một bóng hình màu đỏ đang kéo không cho anh xuống sông mặc dù nước sông đã chuyển động khiến anh không nhìn rõ dáng vẻ cô ấy nhưng anh lập tức hiểu ra đây chính là chị vợ luôn nhắc nhở khi anh gặp hiểm nguy hạ nhất thiên lập tức nhắc nhở trương nhất đàn mặc dù cậu ấy không hiểu gì nhưng cũng nghe lời anh không xuống sông nữa cậu ấy còn đứng dậy hét to mọi người mau lên bờ đi dưới sông có nguy hiểm hoàng đông cười nhạo hai người hạ nhất thiên lớp 138 đều là lũ nhát gan nhưng còn chưa nói xong dưới nước đã có bất ngờ có người nói có người đang kéo cậu ấy xuống ngay sau đó cậu bé ấy đã bị kéo xuống đáy sông chỉ còn một bàn tay vùng vẫy bên trên những người khác hoảng sợ bơi lên bờ nhưng vô dụng chỉ trong mấy giây toàn bộ người dưới sông đã bị kéo chìm vào trong làn nước hạ nhất thiên và trương nhất đản còn muốn đưa tay ra kéo họ nhưng vô dụng về sau nhóm người trong trấn vớt xác trong hồ hạ nhất thiên nghe mọi người nói khi vớt hoàng đông lên mắt cậu ta trợn tròn cũng có một người đi vớt xác bỏ mạng tới khi cảnh sát tới chuyện này mới lắng xuống hạ nhất thiên lại biết sự thật của chuyện này bởi vì anh đã nhìn thấy thứ gì đó dưới người hoàng đông một con ma đã kéo chân Hoàng Đông, anh không dám nói chuyện này với giáo viên vì họ sẽ không tin, hơn nữa anh không thể giải thích tại sao anh biết dưới sông có nguy hiểm được. Chị vợ phản chiếu dưới mặt nước là người hay mà thì cũng là bí mật cả đời của anh. Cứ như vậy Hạ Nhất Thiên đã sống được mười mấy năm tới khi anh đi làm. Ngày 16 tháng 7 năm đó, Hạ Nhất Thiên nhận được thư của bà ngoại. Trong thư nói bà không sống qua được ngày 14 tháng 7, dặn anh không được đi đâu, không được về làng, quên hết mọi người và việc ở làng đi, tới chết cũng đừng quay về như vậy anh mới có thể sống yên ổn được trong thư còn có một lá bùa màu vàng vừa nhìn hạ nhất thiên đã nhận ra đây là bùa trừ tà do bà ngoại viết có thể đuổi tà tránh quỷ quan trọng nhất là nó được viết bằng máu người ảnh hưởng tới tuổi thọ không tới đường cùng sẽ không ai dùng tới nó hạ nhất thiên bất an bà ngoại làm vậy quá bất thường thế là vừa tan làm anh đã về nhà thu dọn đồ đạc lên tàu hỏa về nhà bà ngoại Làng của bà ngoại được gọi là Tiểu Nghĩa Đồn, chỉ có hơn 20 hộ gia đình, nằm sâu trong rừng, giao thông bất tiện, muốn vào làng phải đi đường đất mấy cây số, cũng may hôm nay trời không mưa, nếu không thật sự sẽ rất khó đi. Tương truyền trước thời kiến quốc, Tiểu Nghĩa Đồn còn có mấy chấn nhỏ nhưng một trận dịch bệnh đã cướp đi mạng sống của tất cả mọi người. Chỉ khi bà ngoại lên đó ở, mọi người mới sống yên ổn được. Hạ Nhất Thiên cũng được cứu sống ở ngôi làng này, nên anh có tình cảm đặc biệt với ngôi làng này bỗng nhiên sau lưng vang lên tiếng động kỳ lạ anh quay đầu lại thì thấy một bóng hình quen thuộc thì ra là tên này lúc nhỏ anh ấy thường xuyên ra đồng bắt chuột gặp được người quen đi đường ban đêm còn không quên chơi chọc người ta hạ nhất thiên kêu lên nhất đản cậu làm gì thế muốn dọa chết tôi à đối phương cũng dần nhận ra anh nhưng anh ấy lại không quay đầu lại run rẩy nói là anh thiên sao anh thiên cậu đừng quay về hạ nhất thiên tức giận cậu muốn giả thần giả quỷ dọa tôi à nếu đã gặp nhau thì cùng về làng đi anh kéo anh ấy định đi về phía trước bỗng nhiên một trận gió ập tới khi anh mở mắt ra đã không thấy nhất đản đâu là mình gặp ảo giác sao hay trương nhất đản đang đùa mình anh cảm thấy kỳ quái nên đi tới chỗ trương nhất đản đứng lại vô tình giẫm phải nước sao nơi này lại có vũng nước hạ nhất thiên chạm thử vào nước rồi ngửi một mùi hôi tanh nồng lên chắc chắn là trương nhất đản câu cá không được gì nên khó chịu chơi mình rồi Hạ Nhất Thiên đi tiếp 30 phút nữa, cuối cùng đã tới cổng làng, không ngờ chuyện kỳ lạ lại xảy ra. Dưới cây cầu cổ gọi là cầu tư ở đầu làng vang lên tiếng man dợ, anh nhìn xuống dưới không khỏi nổi da gà, một nhóm người như sư thầy đang ngồi bên bờ vớt xác. Mấy đứa bé không hề biết sợ chạy tới bên bờ sông, sư thầy chất thi thể thành đống, làm pháp sự rồi lại rồi trôn xuống. Cơ thể hạ nhất thiên bất chợt cứ muốn xuống dưới, chị vợ ở phía sau kéo anh lại, khiến anh đứng im tại chỗ, anh mới bừng tỉnh bỗng có người gọi tên anh hạ nhất thiên quay đầu nhìn thì thở phào nhẹ nhõm thì ra là úc tiểu tuyết bạn thổi nhỏ của anh năm đó cô ấy vẫn còn là đứa trẻ hay khóc giờ đã ra dáng thiếu nữ rồi nếu anh không nhớ nhầm thì năm nay cô ấy khoảng 16, 17. cô ấy oán trách sao giờ anh mới về bà ngoại đã mất hai ngày rồi anh không nói gì lặng lẽ đi vào làng cùng cô ấy điều kỳ lạ là dân làng lại chỉ đứng nhìn từ xa xem hai người đi vào làng ngay cả bố tiểu tuyết cũng không nói gì với hạ nhất thiên tới nhà bà ngoại, ở cửa đã treo hoa trắng, ngựa giấy, linh đường cũng đã bày biện xong, ở cột có dán tờ giấy trắng ghi họ tên. Ngày tháng năm sinh của bà ngoại, anh vừa nhìn đã nhận ra nét chữ của bà, xem ra việc bà dự đoán được ngày đi của mình là thật. Khi tới phòng khách, một chiếc quan tài dán giấy đỏ nằm yên lặng giữa phòng, đây là quan tài chỉ có người già mới dùng, nhưng khi nhìn tới bát hương hạ nhất thiên vô cùng bất ngờ. Ba cây thì hai dài một ngắn, là hương hung, hơn nữa cây ở giữa còn sắp tàn rồi, hương canh linh hồn không thể tắt được, lẽ nào có người tới thắp hương? Tiểu Tuyết cũng kinh ngạc, bởi vì mấy phút trước cô ấy vừa thắp nén hương này mà, chỉ gặp anh ở cổng làng mấy phút sau đã cháy hết được. Hạ Nhất Thiên không nói gì, thắp lại hương cho bà, anh cho rằng bà giận vì anh về muộn, nhưng lúc này anh lại phát hiện ra chuyện kinh hoàng, quan tài của bà ngoại không đóng đinh, tim Hạ Nhất Thiên đập liên tục, lẽ nào người chủ trì tang lễ quên sao? Tiểu Tuyết nói cô ấy sợ, anh cố gắng bình tĩnh nói với cô ấy, không sao, có anh ở đây trong lòng hạ nhất thiên biết rõ đây là điềm gở quan tài để ở đây hai ngày rồi mà không đóng đinh xung quanh nhà không có một ai dường như mọi người không biết bà ngoại đã mất anh còn để ý thấy lò bếp bên ngoài không có dấu vết của việc nấu nướng lẽ nào không ai tới ăn uống thăm hỏi gì sao hạ nhất thiên quay đầu hỏi tiểu tuyết những người khác đi đâu rồi cô ấy còn chưa trả lời hai cánh cửa cũ kỹ đột nhiên bị gió thổi tới đập vào nhau sau đó tiếng cót két vang lên cửa lại mở ra tiểu tuyết không dám nhìn ra đó cúi đầu nói anh thiên họ tới rồi sau đó góc áo hạ nhất thiên bị chị vợ kéo lại anh có gọi mấy người đi vào nhưng họ lại như không nghe thấy sững sờ nhìn hương trong bát hương mỗi người họ đều như đang được ăn đồ ngon nở nụ cười ghê sợ hai chân hạ nhất thiên run lên tiểu tuyết ở bên cạnh đầm đìa mồ hôi lắp bắp nói họ sẽ không tới thắp hương vì khi hương đang cháy họ sẽ đứng ở cửa nhìn hương hương tắt là họ rời đi gọi họ cũng không đáp lại nghe xong đầu hạ nhất thiên như bị xét đánh giữa ban ngày bởi vì anh biết những người này đều đã biến thành âm hồn tại sao hương lại cháy nhanh thế bởi vì mấy thứ này đang ăn nó tiểu tuyết kinh ngạc cô ấy đột nhiên hiểu ra tại sao mấy ngày nay gọi bố mà bố không nghe vừa tới gần là ông ấy tránh đi cô gái bất lực bật khóc anh ôm cô ấy sau đó chợt nghĩ tới trương nhất đan anh vội hỏi anh nhất đản thì sao em có gặp cậu ấy không tiểu tuyết nghĩ một hồi rồi nói ngày bà ngoại anh mất anh nhất đản đưa vợ rời đi rồi không quay lại nữa kỳ lạ ghê nhất đản đưa vợ anh ấy đi tại sao trên đường mình chỉ thấy mỗi cậu ấy lẽ nào cậu ấy cũng chết rồi khi hai người đang nói chuyện hương cũng sắp tắt mấy cô chú kia đều nhìn hai người họ bằng biểu cảm kỳ lạ hạ nhất thiên vội kêu tiểu tuyết thắp hương không thể để hương tắt được nếu không hai chúng ta toi đời đấy không biết liệu có trụ được tới sáng mai không nữa bỗng nhiên hạ nhất thiên nhớ ra người trong làng đều chết cả tại sao chỉ có mỗi tiểu tuyết là còn sống anh bình tĩnh hỏi tiểu tuyết em nghĩ kỹ lại sao trước khi bà ngoại mất bà đã làm gì người trong làng làm gì lũ âm hồn này xuất hiện lúc nào Tiểu Tuyết cố gắng nhớ lại, hai ngày trước khi bà ngoại mất đã kêu người trong làng thu dọn đồ rời đi, mấy hộ đã lục đục rời đi, nhưng cũng có mấy người không nữa đi. Hạ Nhất Thiên nghĩ, những người rời đi đều là người ở lại làng này khi bà ngoại vừa tới, họ đều biết khả năng của bà, còn người tới sau chưa gặp chuyện tà ma như này. Có lẽ không tin tưởng bà ngoại, tiểu tuyết kể tiếp, ngày bà ngoại mất làng chìm trong sương mù, mọi người bắt đầu sốt, cảm, ho ra máu, em cũng sốt hai ngày, nhưng sau đó thì khỏi bố em hình như cũng khỏi rồi nhưng cứ trốn em mãi theo những gì tiểu tuyết nói bà ngoại chết mấy điều kỳ lạ đều tới nhưng vào thời này cảm cúm hay sốt cũng có thể khiến người ta chết sao mặc dù không biết mấy người họ biến thành âm hồn có phải do bà ngoại gây ra không nhưng anh cũng muốn sống sót hạ nhất thiên hỏi tiếp em từng thấy lá bùa này chưa cô ấy lập tức nhận ra đây là bùa trừ ma của bà ngoại mấy ngày trước bà ngoại đốt nó rồi hòa vào nước cho em uống kinh lắm con bé ngốc này em sống được là vì uống lá bùa này đấy nhưng anh cảm nhận ra được màu sắc của lá bùa này đã nhạt hơn trước nhiều xem ra thứ này có tác dụng nhưng không dùng lâu được khi nó mất màu có lẽ mình và tiểu tuyết sẽ chết anh dặn tiểu tuyết canh trừng hương mình mở cửa phòng bà ngoại ra bên trong trống không có một hòm sắt đặt trên giường chắc chắn là bà ngoại để lại cho mình phải mang nó đi hạ nhất thiên cất hòm sắt vào túi đi ra ngoài nói với tiểu tuyết đốt hết hương đi chúng ta sắp rời khỏi đây Lúc này chị vợ của anh lại kéo áo anh lại, anh quay đầu nhìn, giật mình hoảng hốt, không biết linh hồn bên ngoài đã nhường ra một con đường từ lúc nào. Dường như để cho cô ma nữ kia đứng giữa, cô ta nhìn anh, Hạ Nhất Thiên nhận ra thi thể này, Tiểu Tuyết cũng nhận ra, đây chính là vợ của Trương Nhất Đản, Châu Tuyền. Tiểu Tuyết sợ hãi che miệng lại, Hạ Nhất Thiên tức giận, sao vợ của bản thân lại bị người ta biến thành xác chết? Anh cũng hiểu về quá trình luyện xác chết, vô cùng tàn nhẫn, lột bỏ phần da phía trước hoặc trên người, hành hạ tới khi nào ý chí của người sống biến thành sát niệm và thi niệm mới thôi anh từng hỏi bà ngoại từng thấy quá trình luyện thi thể chưa bà ngoại lắc đầu nói ai lại tàn nhẫn thế chứ nhưng hôm nay anh đã tận mắt nhìn thấy lại còn là vợ của bản thân anh lúc này hạ nhất thiên không còn thời gian nghĩ nhiều thi thể đã nhào về phía anh anh không tránh kịp bị nó bóp cổ nó há to miệng ra định cắn anh hạ nhất thiên biết chỉ một miếng của nó cũng đủ khiến anh về chầu trời anh cố nhẫn nhịn cơn buồn nôn đẩy nó ra khi sắp không trụ được nữa tiểu tuyết đã cầm bàn đập vào nó nó lập tức chuyển hướng sang cô ấy hạ nhất thiên vội ôm lấy nó từ phía sau không cho nó tới đó Thi thể quay đầu lại, túm chặt lấy người anh, "Toi rồi, lần này chết thật rồi." Ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng quát mắng, một cây kéo đính lá bùa đâm vào lưng nó, miệng, mắt của nó đều bùng lên lửa, chẳng mấy chốc cả người nó đã bị thiêu đốt. Một bóng người xuất hiện ở cửa, vậy mà lại là nhất đản, anh ấy thu dọn thi thể xong lập tức quỳ xuống trước xác thi thể, dù gì người này cũng được luyện thành từ châu tuyển, Hạ Nhất Thiên không biết nên nói gì mới phải, nếu như anh ấy không xuất hiện kịp thời, có lẽ anh đã chết rồi, hơn nữa tận mắt chứng kiến vợ mình như vậy, anh ấy không suy sụp đã là may lắm rồi anh nhìn cái kéo có đính lá bùa kia nét chữ trên lá bùa là của bà ngoại chẳng mấy chốc trời đã sắp sáng ba người ngồi trong sân anh thiên cậu tới rồi chúng ta không đi nổi nữa đâu tại sao ai nói với cậu thế trương nhất đản mặt tái nhật nói mấy ngày trước bà ngoại bảo người trong làng đi những người khác không đi sẽ không bao giờ đi được nữa bà ấy chết rồi người khác cũng phải chết ở đây coi như chôn cùng bà ấy kết quả tại sao cậu không đi hạ nhất thiên tò mò hỏi tiểu tuyết cũng hiếu kỳ tại sao anh và châu tuyền vẫn ở đây rõ ràng hai ngày trước hai người đã rời khỏi làng rồi mà trương nhất đản trả lời hai ngày trước vợ tôi về nhà mẹ vừa nghe thấy lời bà ngoại nói tôi cũng thu dọn đồ đi tìm vợ ngay nhưng qua nhà mẹ vợ mới biết châu tuyền không hề về nhà tìm khắp nơi cũng không thấy đâu báo cảnh sát cũng không có tin gì hết cách tôi chỉ đành về hỏi bà ngoại bà ngoại bói xong một quẻ giận dữ đánh tôi trách tôi sao không về hỏi bà sớm lần này tôi hại chết châu tuyền rồi sau đó bà ngoại cầm cái kéo vừa nãy đi vào núi nói là tìm người tính sổ mấy ngày sau bà ngoại quay về trương nhất đản tưởng mọi chuyện đã được giải quyết nào ngờ bà lại nói với tôi bà ấy sắp chết rồi, chuẩn bị quan tài đi, báo cho người trong làng mau chóng rời đi, không được ở lại dù chỉ một ngày. Tôi liên tục truy hỏi bà ngoại mới nói ra sự thật, có người đã gài bẫy biến làng thành cõi chết, định luyện thi thể, chúng mai phục trên đường bà ngoại đi lên núi, thu hết đồ của bà ngoại lại, do vậy bà ngoại sẽ không sống được quá 7 ngày, cho Tuyền cũng là một quân cờ trong kế hoạch 20 năm này, chỉ để dụ bà ngoại ra ngoài. Bà thấy tôi kiên quyết không đi nên đã cho tôi cây kéo với lá bùa, nói đã liều mạng cướp nó về, tôi còn muốn tìm người báo thù nhưng bị bà cản lại. Bởi vì ngay cả bà cũng không đối phó được với kẻ đó, sau đó bà cho tôi uống nước bùa, bảo tôi chôn vợ. Kết quả khi tôi chôn vợ đã không nhẫn tâm, rút cây kéo ra, Châu Tuyền sống lại lại muốn bắt lấy tôi. Hạ Nhất Thiên suy nghĩ, chị vợ lại đột nhiên kéo áo anh, một tiếng động cót két của gỗ vang lên từ quan tài của bà ngoại, vì quan tài chưa đóng đinh nên mấy người mở nắp quan tài ra, một bàn tay trắng bệch thò ra ngoài, danh nanh nhọn hoắt, mắt đỏ ngầu, tiểu tuyết sợ quá ngất lịm đi, Hạ Nhất Thiên nhìn con ma đứng thẳng có phần quen thuộc, màu đỏ mắt đen anh nhớ ra rồi nó chính là cô gái ngồi trên vai bà ngoại mà anh từng mơ thấy nhưng sao nó lại xuất hiện trong quan tài của bà ngoại anh chưa kịp nghĩ nhiều nó đã há to miệng xông về phía anh nó xuyên qua người anh bay tới trước mặt trương nhất đản bóp lấy cổ anh ấy nhất đản vùng vẫy muốn bắt lấy nó nhưng vô dụng vì nó không phải thực thể Thấy người bạn tốt hai mắt trợn tròn, Hạ Nhất Thiên vội hét lên, dừng lại, sau đó lấy lá bùa bà ngoại đưa cho ra để kiểm soát nó, nhưng lá bùa không có tác dụng với nó, ngược lại còn khiến nó hào hứng hơn, đâm về phía anh, khiến ngã xuống đất, máu chảy ra từ khóe miệng anh, nữ quỷ như nhìn thấy đồ ăn ngon, lao nhanh về phía anh. Lúc này gió nổi lên, một trận lốc xoáy màu đỏ xuất hiện trước mặt Hạ Nhất Thiên, ngăn nữ quỷ lại, người đó mặc váy đỏ, da trắng, đầu đội mũ phượng, lẽ nào đây là chị vợ của anh sao? Nghĩ vậy anh cầu xin cô ấy tha cho nữ quỷ, chị vợ không cả quay đầu lại, tiếp tục hành hạ nữ quỷ đó, còn lạnh lùng châm biếm anh. Ngay cả mấy con ma nhỏ cậu cũng không đối phó nổi, lại còn muốn tôi tha cho nó, cậu có biết vừa nãy nó đã làm cậu mất đi 10 năm tuổi thọ không? Hạ Nhất Thiên kinh ngạc, hay là tha cho nó đi, tôi còn có chuyện muốn hỏi nó, anh ngượng ngùng ho mấy tiếng. Còn lén lút quan sát người phụ nữ trước mắt, kiêu ngạo, lạnh lùng, mặc dù là chồng cô ấy nhưng anh lại sợ cô ấy. Xem ra chị vợ này không vui lắm, cô ấy vung tay, tiểu quỷ ngã xuống đất, nó cũng ngoan ngoãn hơn, bò dậy quỳ dưới đất bất động. Hạ Nhất Thiên hỏi: "Cô là ma bà ngoại nuôi sao?" Nó gật đầu, "Bà ngoại chết rồi." Nó im lặng một hồi rồi gật đầu, anh rất thất vọng, thấy quan tài không có xác chết, anh còn tưởng có tia hy vọng nào cơ. Giờ ngay cả tiểu quỷ bà ngoại nuôi cũng khẳng định rồi, bà ngoại mất thật rồi. Lúc này tiểu quỷ chợt kích động, liên tục kêu gào, dường như có gì đó muốn nói với anh, anh quay đầu nhờ chị vợ phiên dịch giúp chị vợ nói bà ngoại đã đặt nó vào quan tài định giết người chủ trì tăng lễ lúc được chôn xuống nhưng không ngờ lại là cậu giờ nó biết sai rồi bằng lòng làm tiểu quỷ cho cậu nuôi giờ cậu định làm sao ngay cả chó anh còn chưa từng nuôi giờ không biết phải làm sao mới phải chị vợ thấy hạ nhất thiên khó xử cũng tốt loại tiểu quỷ này giữ lại cũng vô dụng để nó biến thành cho đi nói rồi chị vợ đi lên tiểu quỷ bị kéo lên không trung nó không ngừng vùng vẫy hạ nhất thiên đi lên cầu xin chị vợ tha cho nó cô ấy không cả ngước mắt lên nhìn phải nói mời mong Hạ Nhất Thiên cố gắng nhớ lại, mỗi lần bà ngoại nói gì với chị vợ cũng rất cung kính, lần nào cũng có từ mong. Anh nhận ra sai lầm của mình, vội nói, mong chị hãy tha cho nó, chị vợ lạnh lùng, nhớ lấy, sau này phải gọi tôi là cửu công chúa. Hạ Nhất Thiên chắp tay lại, vâng cửu công chúa, mong chị nương tay tha cho tiểu quỷ này. Nghe vậy cô ấy mới tha cho tiểu quỷ kia, nhưng sau đó lại lạnh lùng như sa tăng, mày không được hại người, nếu không tao sẽ cho mày hồn bay phách lạc. Tiểu quỷ sợ hãi, run rẩy nghe lời, Hạ Nhất Thiên cảm thấy đồng cảm với tiểu quỷ, chị vợ quá mạnh mẽ, hai người họ đều là người và ma số khổ. Chị vợ có thể hiện thân ở dương gian liên quan tới khí vận của Hạ Nhất Thiên, cô ấy nói, tuổi thọ của cậu còn chưa đủ để tôi hiện thân lâu, giờ cậu có gì muốn nói với tôi không? Hạ Nhất Thiên rất sợ nhưng vẫn nói ra lời trong lòng đó, tôi muốn thấy cô mở mắt cho tôi nhìn một cái, tốn 30 năm tuổi thọ, cậu đồng ý không? Hạ Nhất Thiên ngây người, 30 năm tuổi thọ cho một lần nhìn? Anh do dự một lúc rồi gật đầu, được, chị vợ không ngờ được, 30 năm tuổi thọ đổi lấy một lần gặp chân dung tôi, có đáng không? Anh nhìn cô ấy, chân thành nói, 20 năm nay cô đều bảo vệ tôi, giúp tôi thoát khỏi cửa tử vô số lần, nếu như đời này không được gặp cô lần nào thì còn ý nghĩa gì nữa? 30 năm tuổi thọ còn có tác dụng gì? Chị vợ im lặng, nhưng khi anh nghĩ cô ấy sẽ không quay đầu lại, cô ấy lại quay lại, gương mặt không trang điểm nhưng vẫn dạng người. Đây nào phải ma nữ, là tiên nữ mới đúng, 30 năm tuổi thọ đổi lấy một cái nhìn là rất đáng. Khi chất này không phải con ma nào cũng có, xem ra thân phận của chị vợ không đơn giản, anh thẫn thờ nhìn chị vợ biến mất trong không trung, một lúc lâu sau mới nhớ ra còn có một tiểu quỷ quỳ dưới đất nữa, anh quay lại hỏi nó hồn phách ở đâu. Nó cẩn thận chỉ một góc trong quan tài, anh tìm được một lọ sứ nhỏ trong đó, xem ra đây chính là lý do hiến thân của tiểu quỷ. Anh từng đọc qua cách nuôi quỷ của bà ngoại, anh thử gọi nó lại, cũng may nó rất nghe lời chui vào trong nuôi quỷ là một hành động rất nguy hiểm anh không dám làm sai một bước nào thậm chí đọc sai nửa chữ lời nguyền cũng không được sau khi dùng lời nguyền phong ấn nó lại anh lấy dây chỉ ra quấn tay nhỏ máu lên lọ xứ lọ xứ hừng hực khí đỏ sau đó một cái đầu nhỏ chui ra nhìn cũng đáng yêu đấy nhưng anh chợt nhận ra răng của nó từng cứa qua ra anh giờ anh chợt cảm thấy cả người lạnh lẽo nó đang muốn hút tinh khí của anh anh vội kêu nó dừng lại nó vẫn không nghe sau khi hút tinh khí xong người nó bắt đầu thay đổi phát ra những tiếng ồng ộc da như đang mọc lên dần cuối cùng biến thành một cô bé bình thường hạ nhất thiên nhìn nó cô hút tinh khí của tôi sau này sẽ bị tôi sai khiến nếu sau này phản kháng không làm theo cô sẽ hồn bay phách lạc cô hiểu không nếu quỷ gật đầu đương nhiên hạ nhất thiên cũng phải cung cấp đồ ăn cho nó theo đúng hẹn để trao đổi bàn bạc xong anh kêu nó đi vào lọ xứ khi nào anh gọi thì ra xem ra sau này anh phải thường xuyên mang theo lọ xứ này bên người rồi hạ nhất thiên đi ra ngoài tiểu tuyết bị ma dọa sợ vẫn ngất dưới đất lại một đám thi thể nữa tiến lên bao vây cảm thấy tiểu tuyết rất đáng thương Bỗng nhiên anh nhận ra Nhất Đản đã biến mất, bên ngoài cũng không có dân làng nào, dưới đất còn có dấu chân trẻ con. Anh vội gọi Tiểu Tuyết tỉnh lại. Nhất Đản đi đâu rồi? Tiểu Tuyết cũng không biết. Ký ức của em vẫn dừng ở lúc nữ quỷ xuất hiện. Anh có dự cảm chẳng lành nên bảo Tiểu Tuyết mau đi tìm Nhất Đản với mình. Hạ Nhất Thiên suy đoán, có lẽ sau khi tỉnh lại anh ấy đã tới cổng làng mai táng cho vợ rồi. Trước khi đi anh nhìn quan tài của bà ngoại, thề nhất định sẽ tìm được xác chết của bà ngoại. Rốt cuộc bà ngoại chết thế nào? Cả ngôi làng lạnh lẽo, chỉ có hai người Hạ Nhất Thiên và Tiểu Tuyết là còn sống. Họ đi qua cầu cổ của làng liền nhìn thấy một cảnh tượng kinh hoàng, Trương Nhất Đản nằm ở cổng làng, ngực cắm một cây kéo, bên dưới toàn là máu, Nhất Đản đã chết rồi. Vốn dĩ cậu ấy chỉ là một người nông dân hiền lành, giờ lại chết thảm vậy, ngay cả hồn phách cũng bị đánh tan. Anh đã nhịn khóc cả tối nay, giờ không thể kiên cường được nữa, nhưng lúc này anh chợt nhìn thấy bên cạnh cũng có dấu chân trẻ con, lẽ nào? Nghĩ tới đây Hạ Nhất Thiên vội hỏi Tiểu Tuyết, trước khi Châu Tuyền chết cô ấy có mua đồ trẻ em không? Có, chị ấy có mua một bộ quần áo trẻ em, bảo sẽ để lại cho con mặc, vậy nên có lẽ chị ấy đã mang thai. Giờ cô ấy chết rồi, đứa bé trong bụng cũng biến thành ma, ma con chứng kiến nhất đàn giết chết châu Tuyền, nên nó đã cầm kéo giết bố mình. Ngôi làng vốn dĩ yên tĩnh, không một bóng người chợt vang lên giọng nói, một khẩu súng chĩa về phía hạ nhất thiên, các người là ai? Ai bảo các người tới đây, giơ tay lên cho tôi, hai người cảnh sát đi ra, hạ nhất thiên không phản kháng vì súng đang chĩa vào anh người trẻ hơn tên tiểu trương anh ta nắm đầu anh không chế anh người già hơn là hoác đội ông ta an ủi tiểu tuyết đừng sợ hãi họ hiểu nhầm hạ nhất thiên và nhất đản là đồng bọn bắt ép tiểu tuyết trong lúc tranh giành đã xảy ra án mạng trí tưởng tượng đúng là phong phú dường như trước đó hai người họ từng tới làng biết người trong làng đều rất khỏe nên không hề nương tay với anh hoác đội hỏi cậu tên gì người có phải do cậu giết không anh thành thật trả lời tôi tên hạ nhất thiên người trong làng bị mắc bệnh truyền nhiễm kỳ lạ sốt cao cảm cúm rồi ho ra máu tiểu trương không tin lời anh nói Hoắc đội nhìn xung quanh, ngôi làng âm u, không có hơi người thật. Ông ta như nhớ ra chuyện gì đó, hỏi Hạ Nhất Thiên nhà của Châu Tiên có tang là ai chết. Châu Tiên là bà ngoại của anh, vốn bà tên Châu Anh. Hạ Nhất Thiên nói, người chết là bà ấy. Nghe xong Hoắc đội lấy điện thoại ra gọi cứu hộ. Tiểu Trương thấy ông ấy nghiêm túc như vậy cũng bắt đầu sợ hãi. Cuối cùng hai người Hạ Nhất Thiên đưa hai cảnh sát đi vào trong làng khi mấy người đi lên cầu cổ dưới cầu vang lên tiếng trẻ con trước đó là tiếng nô đùa giờ là tiếng hò reo không cần chị vợ nhắc nhở anh cũng biết có nguy hiểm thấy tiểu trương không chút đề phòng nhìn xuống dưới anh hét lên đừng nhưng đã không kịp nữa khi anh ta quay lại mặt đã biến dạng miệng nở nụ cười quỷ dị sau đó nhảy xuống sông mặt nước hiện lên mấy cái đầu với đôi mắt phát ra ánh sáng xanh chúng nhào về phía người đàn ông như muốn hút máu anh ta hoác đội sợ hãi gọi tên anh ta nhưng cũng vô dụng lúc này tiếng chuông vang lên một nam một nữ xuất hiện Người đàn ông trông rất thô bạo, anh ta đi tới bên cầu, thả tiền giấy xuống, nhân lúc lũ ma quỷ kia tham lam giành lấy tiền giấy. Người đàn ông nhảy xuống sông, chẳng mấy chốc đã kéo được cảnh sát lên bờ, mọi người vây lại xem tình hình tiểu trương. Cô gái xinh đẹp lắc chuông, chạm tay lên trán tiểu trương, miệng đọc thần chú, thái thượng nghe lệnh, trên mời ngữ phương ngũ đế, dưới mời chém giết ma quỷ, tiêu diệt thứ bẩn thỉu, nghe lệnh. Sau đó ác khí chui ra từ miệng tiểu trương, rồi tan trong không khí, nhưng tình hình lại thay đổi, ác linh cười gian quay ngược lại cô gái tới gần kiểm tra hạ nhất thiên nhắc nhở mau rời đi nếu không không ổn đâu cô gái lại không tin người đàn ông chế nhạo cậu là trẻ con đừng nói linh tinh lúc này tiểu trương ngồi dậy cô gái tưởng anh ta tỉnh rồi nhưng tay tiểu trương lại nắm lấy cổ cô ấy bóp chặt nhấc cô ấy lên cao miệng phát ra những tiếng ủng ục hoác đội đi lên ngăn cản kêu anh ta dừng tay lại người đàn ông đấm vào đầu tiểu trương nhưng lại bị bật lại hiển nhiên sau khi biến dạng cơ thể anh ta không như người thường nữa cô gái xinh đẹp sắp chết tới nơi hạ nhất thiên ôm một tảng đá to đập thẳng vào người tiểu trương anh ta ngã xuống đất mọi thứ kết thúc hoác đội lên xem tiểu trương người đàn ông hỏi han cô gái tiểu tuyết nắm tay bất bình nói anh thiên nếu anh không nhắc cô ta đã chết lâu rồi nghe vậy cô gái mới nhớ ra nên cảm ơn ơn cứu mạng của anh cô ta tên triệu tây nói nhất định sẽ báo đáp hạ nhất thiên nói thật anh chẳng có ấn tượng gì về hai người này vậy nên không chút khách sáo đáp nhưng không cần cảm ơn tôi là tôi nhiều chuyện thôi nói rồi anh nhìn tiểu trương đề nghị hoác đội còng tay anh ta lại nếu không lát nữa anh ta tỉnh lại không biết mọi người còn có cơ hội cảm ơn nữa không triệu tây lên tiếng hoác đội đã lâu không gặp hay lắm thì ra hai người quen nhau thảo nào tích cực cứu người thế triệu tây cầu xin hoác đội giúp hạ nhất thiên còng tay tiểu trương lại người đàn ông kia tên triệu hợp họ là anh em chứ không phải người yêu hoác đội nói với triệu tây tôi nhìn thấy cậu ấy đang sờ thi thể ở cổng làng nghĩ cậu ấy là hung thủ nên bắt cậu ấy lại nói rồi mấy người họ còn khen ngợi lẫn nhau ngôi làng này không phải nơi tốt đẹp gì tôi khuyên các người mau rời đi đi đây không phải nơi để kéo người nhà tới chơi trải qua chuyện vừa nãy mấy người họ cũng tin tưởng lời hạ nhất thiên thói hơn triệu tân nói để hoác đội để tiểu trương đấy đi điều tra xem người trong thôn chết hết thật hay gì hai anh em tôi định đi tới thăm bà châu tiên hoác đội nói châu tiên đã chết hai người họ kinh ngạc mặt tái nhợt hạ nhất thiên rất bình tĩnh nói nếu hai người đã quen bà ngoại tôi thì mau rời khỏi làng đi ba người kinh ngạc cậu là cháu trai của bà châu sao các người nghĩ anh thiên là ai chứ tiểu tuyết khó chịu nói nghe vậy triệu tây bắt đầu sợ hãi cô ta định lập tức rời khỏi làng còn khuyên hoác đội đi cùng mình nhưng hoác đội kiên quyết xử lý cho xong vụ án tôi còn phải tra xem người trong làng có phải do cậu ta giết không tiểu tuyết lạnh lùng nói bọn tôi không giết nhất đàn anh ấy bị một con ma con hại chết chúng tôi định chôn anh ấy xong sẽ rời đi không ngờ các người lại tới tìm cái chết mặc dù bà ngoại đã mất nhưng thi thể không có trong quan tài không cần phải đi vào thắp hương gì hết triệu tây hoảng loạn nhìn tiểu tuyết ma con hoác đội nhìn chằm chằm cô ấy xem lời cô ấy nói có phải sự thật không Mặc dù Hạ Nhất Thiên không có ý châm biếm gì, không phải tôi xem thường các người mà tôi cảm thấy đồ ở nơi này không phải thứ các người đối phó được. Tới tối không ai đi được nữa đâu. Triệu Hợp cũng tin lời anh, Triệu Tây lại muốn thăm dò xem nơi này có nguy hiểm thật không. Họ thắp bát hương, xếp tiền giấy xung quanh, tay trái cầm la bàn, tay phải cầm chuông, một lúc sau, hương tỏa ra khói kỳ lạ, tiền giấy dưới đất bốc cháy, la bàn quay điên cuồng, phát ra những tiếng két két cho tới khi nó chỉ đúng hướng 12 giờ, khói xanh bốc ra, hai anh em chưa bao giờ gặp phải tình huống kỳ quái như vậy, mồ hôi tuôn ròng ròng. Không thể ở đây được nữa, chúng ta mau đi thôi. Triệu Tây là thầy phong thủy, cô ta đốt lá bùa, hòa cùng với nước, bảo mọi người uống, như vậy có thể giúp mọi người đi ra được khỏi nơi nguy hiểm này. Hạ Nhất Thiên từ chối cô ta, anh và Tiểu Tuyết đều đã uống nước bùa của bà, nó mạnh hơn nhiều so với thứ này. Triệu Hợp cảm thấy hai người lẻ kẻ ngu ngốc, cũng mặc kệ họ, đi về phía trước, đưa mọi người rời đi. Mặc dù Hạ Nhất Thiên không thích hai anh em này nhưng có họ đồng hành anh cũng tự tin hơn nhiều, trước đó anh còn định bảo ma nữ ra dẫn được, giờ có người làm thay, tội gì? mấy người đi tới ngôi làng khác trên đường đi cũng gặp rất nhiều nguy hiểm bà ngoại từng nói cửa sinh ở làng đã chuyển thành cửa tử giờ đi ra được cũng khó xem ra cứ đi bước nào tính bước đó thôi triệu tây cầm la bàn dẫn đường vừa đi vừa đánh dấu lên thân cây đi được một lúc lâu cô ta kêu mọi người nghỉ ngơi lúc sau đó sang bàn bạc điều gì đó với triệu hợp vẻ mặt hai người họ rất căng thẳng nhất định đã xảy ra chuyện gì đó chị vợ đã lâu không xuất hiện lại kéo góc áo cảnh báo hạ nhất thiên có lẽ trong khu rừng này có thứ gì đó đang đợi mấy người đi vào. Khi anh đang nghĩ, Tiểu Tuyết đột nhiên hỏi anh đói không, sau đó lấy khăn tay ra, một ít bánh quy hiện ra. Thời đại nào rồi mà còn dùng khăn tay gói bánh quy, nhưng Tiểu Tuyết cũng thật đáng yêu. Anh đáp: "Em ăn đi, anh vẫn chưa đói." Kết quả cô ấy mặc kệ anh thật, một mình ngồi ăn, làm anh khóc không ra nước mắt. "Tiểu Tuyết, sao em không hỏi anh thêm mấy lần nữa?" Nhưng vì chuyện này Hạ Nhất Thiên cũng không lo lắng quá nữa, có yêu quái gì thì cứ ra hết đi. Một lát sau mấy người đi vào rừng, trong cánh rừng âm u chỉ có 6 người họ bỗng nhiên triệu tây dừng lại ngây ngốc trước một gốc cây triệu hợp hỏi cô ta phát hiện ra điều gì là ký hiệu trước đó em đánh dấu triệu tây run rẩy do dự nói chúng ta gặp quỷ che mắt rồi không ai biết cách phá giải hoác đội chỉ đành đặt tiểu trương xuống ngồi nghỉ ngơi tiểu tuyết trốn phía sau hạ nhất thiên chỉ về hướng nào đó anh nhìn theo sợ hú vía một ma nữ mặc váy đỏ đứng trong rừng nhìn mấy người vẻ mặt kỳ quái trên mặt toàn vết dao kinh khủng hơn là nó còn đang đi về phía hạ nhất thiên và tiểu tuyết anh kêu tiểu tuyết nhắm mắt nín thở tuyệt đối đừng nhìn thẳng vào nó ma nữ đi tới trước mặt hai người nó sát lại người hạ nhất thiên ngửi xem có hơi thở người sống không anh run rẩy không dám hít thở chỉ có mồ hôi liên tục tuôn rơi ma nữ ngửi mãi hai phút mới quay đầu rời đi vì không tìm được anh nên ma nữ chú ý tới tiểu trương dưới đất nó sát người lại cơ thể dần trở nên trong suốt hạ nhất thiên thẩm mỹ toi rồi vì ma nữ này đang muốn mượn sát tiểu trương tiểu trương đột nhiên đứng bật dậy hoác đội còn tưởng anh ta đã từng lại nhưng tiểu trương lại mặc kệ ông ta anh ta quay lưng lại, phát ra những tiếc lạch cạch, tay không ngừng vùng vẫy, anh ta đang cố gắng thoát ra khỏi còng tay, không hề quan tâm tới việc tay có đau hay không. Lát sau máu bắn ra, tay anh ta trở nên quỷ dị, cuối cùng cũng thoát khỏi còng tay, hoác đội trợn tròn mắt, khó tin nhìn cảnh này. Tiểu trương nhào về phía ông ta, ông ta hoảng sợ lấy súng ra bắn, sau mấy viên đạn, đầu tiểu trương vỡ tan, nhưng anh ta mặc kệ. Vẫn xông lên cắn hoác đội, rắc, một cái đầu bị cắn bay, anh ta trở nên hào hứng hơn, bắt đầu nhìn sang con mồi mới. Triệu Tây và Triệu Hợp cũng hiểu ra mọi chuyện, Tiểu Trương không còn là người nữa, Triệu Hợp chắn trước mặt em gái, tay đấm mạnh một cái, để ác ma tránh xa em gái ra, anh ta không cho ác ma thời gian phản ứng lại, đấm liên hồi, miệng liên tục nói, quái vật đi chết đi, chết đi, một lúc sau, ác ma nằm dưới đất, miệng há hốc, răng rụng gần hết, máu chảy dòng dòng, Triệu Hợp thở gấp, bảo em gái mau rời khỏi nơi này, nhưng ác quỷ lại không cho họ cơ hội, nó nắm chặt cánh tay Triệu Hợp, bẻ một cái, Triệu Hợp đau đớn hét lên. Hạ Nhất Thiên nhân cơ hội đó gõ ác ma một cái, giải thoát cho Triệu Hợp, sau đó bảo họ cầm máu cho Triệu Hợp, còn anh sẽ đối phó với ác ma. Ác ma như một cỗ máy giết người, lảo đảo đứng dậy tấn công mấy người, mặc dù Hạ Nhất Thiên không nắm chắc phần thắng lắm nhưng anh chỉ còn con bài cuối cùng thôi. Anh sẽ gọi ma nữ ra đối phó với nó, ra đây đi quỷ hút máu. Anh cắn đầu ngón tay, để máu chảy vào lọ sứ, rắc một cái, nắp lọ bật ra, ma nữ bay ra ngoài, anh lệnh cho cô ấy hạ gục ác quỷ. Ma nữ bay tới chỗ Tiểu Trương, đưa tay ra bóp linh hồn con ma áo đỏ kia, con ma đó tỏ ra sợ hãi. Ma nữ nhìn chằm chằm cô ta, nở nụ cười quỷ dị, sau đó cắn xé nát mặt cô ta ra. Mỗi một miếng cắn đều có tinh khí chui vào miệng ma nữ, cho tới khi ma nữ ăn hết sạch con ma đó. Triệu Tây kinh ngạc hét lên, ma nữ nghe thấy giọng cô ta liền quay đầu lại làm cô ta run rẩy, liên miệng nói đừng nhìn tôi. Hạ Nhất Thiên gọi ma nữ lại, được rồi, đừng dọa cô ta nữa, sau đó quay sang giải thích với mọi người, các người đừng sợ, con ma này không có ác ý đâu hai người kia vẫn hoảng sợ hạ nhất thiên chỉ đành lấy lọ sứ lệnh cho ma nữ quay lại dù gì anh cũng sợ ma nữ trở nên mạnh quá giờ anh có tu vi sợ sẽ bị nó cắn ngược lại cất ma nữ đi rồi hoác đội đã băng bó vết thương xong anh hỏi ông ta ông vẫn ổn chứ hoác đội sờ cổ mình vẻ mặt vẫn còn hoảng hốt tôi thấy được khả năng sai khiến ma quỷ của cậu tin chắc cậu là cháu trai của bà châu tiên vậy người chết trong làng không phải do cậu giết hạ nhất thiên cảm thấy vui vẻ hơn cảm ơn ông sau đó mấy người bỏ lại xác tiểu trương tiếp tục đi ra ngoài ngôi làng một lúc sau, mấy người đi qua một vách núi cao 300 mét, chỉ cần đi qua nó, phía trước chính là làng Khang Long, tức là ra khỏi địa phận làng này. Ai cũng hào hứng, chỉ có tiểu tuyết lo lắng hỏi Hạ Nhất Thiên, anh Thiên, sao sương mù ở đây nhiều hơn vừa nãy thế? Lúc này anh nói vọng về phía trước, chúng tôi chỉ muốn đi qua đây thôi, phía trước xuất hiện bóng người, tiếng bước chân vang lên, hoác đội tỏ ra thoải mái hơn. Chúng ta an toàn rồi, đây chắc chắn là quân cứu viện bên trên phái xuống khi biết chúng ta gặp nguy hiểm, nói xong ông ta định đưa mọi người qua đó hạ nhất thiên lại không đi được vì chị vợ đã kéo áo anh lại anh cảm thấy mình chỉ cần đi một bước là áo sẽ rách ngay anh lập tức hét lên đừng đừng qua đó triệu tây có xem có phải phía trước có gì bất thường không họ nghe thấy lời nhắc của hạ nhất thiên lập tức cúi đầu nhìn la bàn phong thủy nhưng la bàn lại không có gì hết Mặc dù anh không biết la bàn thế nào, chị vợ kéo anh chứng tỏ có nguy hiểm, người phía trước dần tới gần mấy người họ, Hạ Nhất Thiên chợt nghĩ ra, họ rất có thể là âm binh. Anh kéo tay Tiểu Tuyết ra sức chạy về sau, bởi vì đang có âm binh định đuổi theo mấy người, Triệu Hợp cũng kéo tay em gái chạy đi, chỉ có cảnh sát hoác đội là phản ứng chậm hơn mấy người họ chạy xa rồi ông ta mới chạy kết quả bị âm binh kéo mất hồn đi mấy người kia nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của ông ta thì càng chạy nhanh hơn hạ nhất thiên nghĩ có lẽ bà ngoại nói làng biến thành cửa tử là đây có âm binh chặn ở lối ra vào mà không vào được người không ra được đó chính là cửa tử không biết mấy người chạy được bao lâu mãi cho tới khi không thấy âm binh đâu nữa họ mới dừng lại hạ nhất thiên ngẩng đầu nhìn phía trước trong lòng lạnh toát cầu tư họ lại quay lại cầu tư vất vả cả ngày trời giờ lại quay về tiểu nghĩa đồn hai anh em triệu hợp đổ mồ hôi lạnh phát hiện họ lại quay về làng hạ nhất Thiên nói hết cách rồi hôm nay chúng ta không đi ra ngoài được hai người họ im lặng tiểu tuyết hỏi anh anh thiên giờ chúng ta phải làm sao chúng ta vào làng thôi thế là bốn người lại đi qua cầu tư vào làng triệu tây lo lắng người trong làng đều chết cả vậy xác chết đâu tôi không biết tôi chưa thấy xác chết nào cả cô ta tiếp tục hỏi anh nói ma con giết chết anh em anh vậy con ma đó đâu cô ta hỏi vậy khiến hạ nhất thiên nhớ tới xác chết của trương nhất đản để nói sau đi hôm nay chúng ta không ra khỏi làng được tôi đi mai táng cho anh em của tôi đã hai người trợ hợp cũng đi giúp cùng mấy người tới nghĩa trang nói trương nhất đản nằm đó nhưng đã thấy bia mộ được dựng lên hạ nhất thiên hoảng sợ trong làng không có người sống là ai đã nhặt xác cho trương nhất đản tiểu tuyết đoán liệu có phải là người quen đi qua giúp anh ấy không không thể nào cho dù là người quen cũng không thể tốt bụng tới nỗi đi chôn một người được anh đi tới kiểm tra bia mộ để tìm đáp án xem xong không khỏi bàng hoàng trên bia là những dòng chữ cổ tên ghi bên dưới là lý phá hiểu triệu hợp tưởng có người tốt bụng đã nhặt xác cho trương nhất đản thật còn khen người này có văn hóa hạ nhất thiên lắc đầu sợ rằng không đơn giản vậy đâu triệu tây thấy anh vẫn cố chấp nên khuyên bảo nếu bạn anh đã được mai táng rồi thì chúng ta đi vào trong làng đi nhưng anh lại nói không tôi phải đào lên xem sau đó dùng tay đào phần mộ tiểu tuyết cũng cảm thấy anh rất khác lạ anh thiên chúng ta đừng làm phiền anh đàn nữa tiểu tuyết em quên rồi sao linh hồn nhất đàn mất rồi còn làm phiền gì nữa quả nhiên chương nhất đàn không có trong mộ chỉ có bộ quần áo anh ấy mặc lúc còn sống cái lỗ bị kéo cứa rách vẫn còn ở đó anh đùng đùng lửa giận ly phá hiểu tên trộm mộ này anh được lắm lại trộm thi thể của bạn tôi đi anh đừng để tôi gặp được anh mặc dù anh rất muốn phát tiết nhưng lời nói của tiểu tuyết đã nhắc nhở anh đúng vậy vẫn còn ba người đợi anh bảo vệ họ còn phải sống sót qua đêm nay nữa anh bình tĩnh đáp lời tiểu tuyết vào làng thôi ở đây hoang vắng quá ngay cả bức tường chắn gió cũng không có anh em triệu tây cũng đồng tình với đề nghị của anh mấy người quyết định tìm một nơi để nghỉ ngơi hôm nay ai cũng mệt mỏi rồi mấy người đi vào làng dọc theo bờ sông triệu tây thấy có thứ gì đó đang nổi trên mặt nước họ đi lại gần nhìn rõ mới thấy là một xác chết mà gương mặt ấy chính là người họ quen chính là hoác đội mặc dù lúc này khí đen trên người ông ta rất nặng dường như bị âm binh ngắm chúng nhưng nếu đã bị thứ bẩn thỉu ngắm vào chứng tỏ ông ta vẫn chưa chết hẳn Hạ Nhất Thiên kêu Triệu Hợp cứu ông ta lên bờ, sau đó hỏi Triệu Tây biết gọi hôn không, tôi biết, thế là anh nói ra suy nghĩ của mình. Con sông này chảy tới một tử trấn, nghĩ tới mấy thi thể dưới mặt sông, chắc chắn đây chính là sông vận chuyển hồn, nếu tôi không đoán sai thì hồn phách âm binh câu được sẽ đi vào dòng sông này. Đêm khuya, khi âm khí nặng, hồn phách sẽ nhanh chóng đi qua đây, hoặc đội chỉ mất một hồn, cơ thể vẫn còn ở đây, có lẽ vẫn cứu lại được. Mấy người đợi tới canh ba, lấy được sinh thần bát tự của hoác đội từ chứng minh thư của ông ta, bắt đầu nghi thức gọi hồn triệu tây lấy bùa gọi hồn ra đọc to thần chú sau đó dán bùa vào cán ô chỉ về phía sông hồn của hoác đội lập tức hiện lên triệu tây tiếp tục đọc to thần chú dẫn hồn phách ông ta đi về đúng hướng thấy hồn đang bay sang bờ chỉ cần lên bờ coi như ông ta sẽ được cứu sông nào ngờ lúc này hồn phách của hoác đông lại bị âm binh kéo lại hiển nhiên pháp lực của triệu tây không ứng phó được với âm binh hạ nhất thiên kinh ngạc xem ra không dùng bạo lực thì không được rồi anh lấy lọ sứ ra cầu mong ma nữ có thể đối phó được với âm binh khi anh chuẩn bị hành động, phía sau chợt vang lên giọng nói, "Ấy, các người gọi hồn đấy à?" Anh quay đầu lại nhìn, không biết một ông lão đã xuất hiện phía sau từ lúc nào. Ông lão khoảng hơn 60, mặt nhỏ nhưng đeo kính rất to, hơn nữa còn đi ra từ phía làng, Hạ Nhất Thiên chưa từng gặp người này. Chứng tỏ ông ta tới từ Tử Trấn, Tử Trấn là nơi đã có vô số người chết vì dịch bệnh từ trước thời kiến quốc, người sống thường không dám qua đó, ở đó linh hồn xuất hiện là chuyện quá bình thường, cũng chỉ có người như bà ngoại anh mới có thể phong ấn đường vào Tử Trấn để tạo ra tiểu nghĩa đồn như hôm nay triệu hợp cũng phát hiện ra ông lão kỳ lạ này lớn giọng hỏi ai đấy sau đó tự khai báo tôi là triệu hợp ông tới đây làm gì phá hoại tôi và em gái làm phép sao ông lão nghe xong không rời đi mà còn giơ tay chào hỏi ấy triệu hợp hả tôi là chú hải của cậu này triệu hợp trợn tròn mắt sững sờ nhìn ông ấy sau đó kích động gọi là thật sao lâu lắm rồi không gặp chú hải triệu tây đang gọi hồn ở phía xa dối như tơ vò nghe thấy tiếng gọi của triệu hợp cô ấy vội quay ra sau nói chú hải mau giúp cháu hồn phách của hoác đội bị âm binh câu đi rồi ông lão đẩy gọng kính lúc này mới nhìn rõ cô gái ở phía trước được triệu tây cũng ở đây à hồn phách hoác đội bị câu đi á nói rồi ông ấy đi ra bờ sông kiểm tra tình hình hồn phách chưa đi xa vẫn cứu được tiếp đó ông lấy một sợi tóc của hoác đội tiếp đó lấy người giấy ra cầm bút mực đỏ viết lên người giấy cuối cùng dùng tóc của hoác đội buộc người giấy lại miệng đọc thần chú hạ nhất thiên không khỏi cảm thán có thể làm thuần thục thế chú hải này rốt cuộc là ai chú hải hà hơi vào người giấy ném xuống sông người giấy phát ra tiếng kỳ lạ biến thành đầu hoác đội nó bay về phía âm binh hai âm binh như phát giác ra gì đó bỏ lại hồn phách hoác đội đuổi theo người giấy lúc này chú hải mỉm cười bảo với triệu tây cháu tiếp tục gọi hồn đi hạ nhất thiên vừa kinh ngạc vừa cảnh giác với ông lão này chắc chắn ông ấy là một người âm dương giỏi mới có thể dễ dàng lừa được âm binh thế bên kia triệu hợp vui vẻ gấp ô lại lấy được hồn của hoác đội rồi sau đó họ bật ô ra để hồn phách đi vào cơ thể hoác đội ho ra máu nhưng trung quy vẫn giữ được tính mạng chú hải thấy hai người thành công thì nói không ngờ hai người cũng có thể độc lập làm được nha lâu lắm không gặp hai người đã giỏi hơn chú năm đó nhiều rồi hai người mỉm cười sau đó giới thiệu tiểu tuyết và hạ nhất thiên hai người họ giới thiệu bản thân tôi là hạ nhất thiên tôi là úc tiểu tuyết ông lão cười khen tên hai người hay à tôi cũng là người ở huyện đại long nghe triệu hợp bảo hạ nhất thiên là cháu ngoại của châu tiên chú hải cung kính xác nhận lại cậu là cháu ngoại của tiền bối châu anh lẽ nào có vấn đề gì sao hạ nhất thiên nhíu mày hỏi ông lão đi ra từ làng đường đi vào đó đương nhiên không dễ đi ông lão thấy vẻ mặt không mấy thiện trí của anh liền cười chàng trai lẽ nào cậu cho rằng cái chết của châu anh có liên quan tới tôi sao triệu tây là người thông minh cũng hiểu ý trong câu hỏi của hạ nhất thiên cô ta vội giải thích nhất thiên chú hải là người bên mình chắc chắn không làm hại bà ngoại anh đâu thấy hạ nhất thiên nghi ngờ mình chú hải cũng không tức giận ngược lại còn định cho mấy người họ biết một vài chuyện Trước đó, ông ấy đã bảo triệu hợp cõng hoác đội lên lưng, tôi sẽ đưa các người ra khỏi làng. Nghe vậy triệu hợp nhắc nhở, chú Hải, bọn cháu từng đi rồi, ở đó có âm binh, không thể ra ngoài được, hôm nay bọn cháu đi thử, còn có một người chết đấy. Ông lão cười, mới chết một người, chuyện này không đơn giản, các người sống được đến giờ có lẽ cũng do may mắn, lần này tôi và mấy người bạn đi quan sát, ba người chết, còn xích không quay về được. Nghe vậy triệu hợp không còn quá sợ âm binh nữa, vác hoác đội lên, đi theo sau chú Hải, chuyện lần này là sao, lẽ nào có người làm đấu pháp sao? chú hải thở dài nhìn hạ nhất thiên một cái không phải sao lần này tôi được mời đi tham quan mấy người bạn kia của tôi cũng chưa tham gia vào vụ này bao giờ kết quả vẫn bị hại hạ nhất thiên hiểu ra ngay đấu pháp ông ta nói chắc chắn có liên quan tới bà ngoại sau đó chú hải hỏi ngược lại anh chàng trai cậu có biết nguyên nhân dẫn đến chuyện mấy ngày nay không anh tính toán trong lòng, quyết định nói thật với ông ấy, mấy năm nay tôi ra ngoài làm việc, tôi cũng không biết nhiều chuyện của bà ngoại, trước giờ bà chưa từng nói với tôi chuyện trước đó thảo nào hai chắc chắn cậu cũng không biết thân phận của bà ngoại cậu ông ấy lắc đầu năm đó bà ngoại cậu là châu lão ma châu anh đấy nghe vậy hạ nhất thiên lập tức phản bác sao bà ngoại có thể có biệt danh này được chú hải cười cậu đừng vội châu tiên trong lòng tôi tiền bối châu đương nhiên không phải là châu lão ma châu lão ma là biệt danh chỉ có người ngoại tỉnh sợ bà ấy mới gọi vậy thôi cậu đừng vội nghe tôi từ từ kể đã hạ nhất thiên hỏi ông ấy bà ngoại trước giờ luôn là người vui vẻ lương thiện sao lại có biệt danh châu lão ma có phải ông nhớ nhầm rồi không Chú Hải vừa đưa mấy người ra khỏi làng vừa nói với Hạ Nhất Thiên đầu đuôi mọi chuyện. Trước thời kỳ bài trừ mê tín dị đoan, bà ngoại đã là một pháp sư nổi tiếng, cũng là người kế thừa duy nhất việc nuôi ma quỷ. Chính đạo bao gồm tú thổ, ma y, trúng nhuận, toàn sáo và mao sơn, đây đều là truyền thống chính đạo mà mấy người họ gọi. Còn những đạo nhỏ của bà ngoại và chú Hải bị người ta gọi là đạo tôm tép, thậm chí là tà đạo, mặc dù bình thường mọi người vẫn sống rất bình an vô sự. Nhưng có lần đã xảy ra vấn đề, ngọn nguồn của vấn đề không phải ở chỗ bà ngoại mà là vợ của Trương Nhất Đản, Châu Tuyền. Khoảng 2, 3 năm trước, con cưng nhà họ Châu là Châu Tuyền đã rút sạch hồn phách của đệ tử quan trọng trong Sơn Mao để cứu đứa con đáng thương của mình. Mặc dù chuyện này được làm rất cẩn thận, kín đáo, nhưng vì đệ tử đó quá quan trọng, chính đạo tức giận, điều tra kỹ càng, cuối cùng đã tra ra được Châu Tuyền. Nguồn cơn mọi chuyện vẫn là do đệ tử đó đã có ý xấu với đứa bé, do vậy mọi việc gặp phải cũng là quả báo, cuối cùng Châu Tuyền vẫn thắng. Thế là những người khác của chính đạo đã lan tin đồn Châu Tuyền giết người vô tội, còn liên tục làm đấu pháp nhằm vào cô ấy khắp nơi mặc dù còn trẻ nhưng châu tuyền đã am hiểu sâu sắc pháp thuật gọi hồn ma của gia đình sau mấy lần đuổi giết con nối dõi đệ tử kế thừa của chính đạo đều bị thương nghiêm trọng thậm chí có người còn chết như vậy mâu thuẫn đã bị đẩy tới cao trào mấy ông già tới nhà họ châu ép họ giao châu tuyền ra uy hiếp nếu như không giao người ra thì sau này con nối dõi nhà họ có chết thế nào cũng khó nói mấy gia đình nhỏ nhà họ châu không đối đầu lại được với mấy gia tộc lớn của chính đạo nên đã khuất phục muốn giao châu tuyền ra nhưng bố mẹ châu tuyền lại muốn bảo vệ con gái họ đã bảo cô ấy chạy đi từ lâu đừng xuất hiện trước mặt mấy người chính đạo đó nữa Châu Tuyền đã thoát được thật, còn ẩn nấp một khoảng thời gian rất dài. Nghe ông lão nói vậy, Hạ Nhất Thiên nhớ tới việc kết hôn của Trương Nhất Đản và Châu Tuyền. Hôn lễ của họ cũng xảy ra vào lúc đó. Hơn nữa Châu Tuyền cũng có ý định an cư lạc nghiệp, bởi vì theo Trương Nhất Đản nói thì anh ấy không hề biết Châu Tuyền là người nhà họ Châu. Hay có pháp thuật như thế, cuối cùng bên người của chính đạo đã dùng cách khác tìm tới tận cửa. Nghe xong mọi chuyện, Hạ Nhất Thiên đoán rằng cái chết của bà ngoại chắc chắn có liên quan tới người của chính đạo kia, chú Hải nói tiếp. Châu Tuyền biết được tin bố mẹ bị hành hạ đã quyết định về nhà mẹ đẻ một chuyến để cứu họ, lần này đã trúng kế của chính đạo. Nghe nói cuối cùng cô ấy cũng chết thảm như bố mẹ, chết rồi còn biến thành thi thể bị sai khiến, đi làm điều tả ác. Nếu có thể câu được hồn của Châu Tuyền, chuyện này coi như có thể kết thúc, nhưng chính đạo vô cùng tàn nhẫn. Chúng đã dụ bà Châu, trưởng bối nhà họ Châu ra, bà Châu chính là Châu Anh, Châu Lão Ma nổi tiếng có thủ át báo. Sau khi bà Châu phát hiện cháu gái của mình đã chết liền nổi giận đùng đùng, giết gần hết nhà họ Dương, người đứng đầu nhà họ Dương hoảng loạn bỏ trốn, một mình bà ấy gần như đã tiêu diệt hết thế lực của bên chính đạo. Không chỉ vậy, bà Châu còn tuyên bố mình không cần cái mạng già này, có chết cũng phải tiêu diệt chúng. Mấy người bên đó đã liên kết với nhau để đối đầu với bà Châu, chúng mời tới rất nhiều cao thủ giúp đỡ, phải tới trăm người. Trong trận quyết đấu đó, bà Châu một mình tới, gọi cả quỷ vương ra, giết long trời lở đất, mấy người bên kia thương tích đầy mình. Khi chúng sắp không trụ được, một cao nhân ẩn nấp của Mao Sơn không biết từ đâu chui ra, người đó có lẽ có thù với bà Châu, ông ta lại dùng nửa đời tuổi thọ của mình làm cái giá. Mời quan tài máu mà tôi còn chưa từng nghe bao giờ ra, nhốt một hồn phách của bà Châu lại, bà Châu vẫn không biết gì, liều mình cướp cháu gái Châu Tuyền của mình về, thoát khỏi cái bẫy này. Mấy người triệu hợp nghe xong đỏ bừng mặt, chửi bên chính đạo chơi gian. Ông lão nói, hai người và tôi đều là người theo đạo nhánh như bà Châu, đều bị gọi là tà đạo các kiểu, đương nhiên dễ đồng cảm. Vậy về sau thì sao? mấy người chính đạo kia đã làm gì bà châu quan tài máu đâu triệu hợp vội vã hỏi chú hải đáp án của những câu hỏi này cũng là thứ hạ nhất thiên rất muốn biết đạo sĩ của mao sơn đã đưa quan tài máu nhốt hồn phách của bà ngoại tới nơi âm khí nặng nhất của tử trấn rồi phong ấn lại ông lão còn nói thi thể của bà châu cũng sẽ bị quan tài máu đó gọi về chỗ nó thôi hạ nhất thiên muốn cứu bà nhưng không có khả năng ông lão nói tiếp đừng vọng tưởng sẽ phá giải được quan tài máu người bị nó nhốt lại có tới nghìn năm sau cũng không thoát được đâu Nghe nói con quỷ quan tài này còn sống, khi mở quan tài nhất định phải đứng càng xa càng tốt, nó đứng trước mặt cậu nhưng cậu cũng không làm gì nó được. Còn lý do tôi xuất hiện ở đây, tôi và mấy người bạn nghe được chuyện bà Châu bị quan tài máu phong ấn hồn phách nên muốn xem trước khi quan tài phát huy tác dụng, có thể cứu được bà ra không. Nhưng cuối cùng họ không chỉ không thể nhìn thấy quan tài máu, còn suýt chết cả nhóm, chỉ còn lại mình chú Hải. Tôi đã thoát ra từ con đường nhỏ ở Từ trấn, nghe chú Hải kể xong, Hạ Nhất Thiên biết mình hiểu lầm ông ấy rồi, do vậy anh nói: "Ông Hải, nếu không phải ông giải thích tôi còn tưởng ông là người hại chết bà ngoại, thật sự xin lỗi ông." Ông lão không hề tức giận, ngược lại còn an ủi anh: "Cậu còn trẻ mà, hiểu lầm là chuyện bình thường, không cần phải để tâm quá." Nhưng Hạ Nhất Thiên vẫn rất khó chịu, bà ngoại chết rồi, hôn phách còn bị phong ấn ở Từ trấn, anh sống được tới giờ này đều nhờ ơn bà ngoại. Do vậy anh thề cho dù thế nào cũng phải phá bỏ được quan tài máu, cho dù đám người kia mạnh tới đâu, anh cũng phải đưa từng người bọn chúng xuống địa ngục. Cho dù phải gánh nhân quả nghìn năm cũng được, ông lão như nhìn ra suy nghĩ trong lòng anh, khuyên anh nên học cách nhẫn nhịn, chúng ta ra ngoài rồi tính kế lâu dài. Có những chuyện chỉ dựa vào một mình cậu sẽ không làm được đâu, lúc này triệu hợp đột nhiên xen vào cắt ngang cuộc trò chuyện của hai người. Thì ra phía trước là nơi mấy người họ đã gặp âm binh, triệu Tây nhờ chú Hải chỉ dạy, nơi này là nơi âm binh đi qua, bọn cháu nên làm thế nào chú hải quả nhiên là người dày dặn kinh nghiệm nhẹ nhàng nói không phải lo trên đường từ tử trấn tới đây không biết đã gặp bao nhiêu âm binh rồi nữa các người nhìn xem học lấy tôi đối phó với đám âm binh thế nào sau đó ông ấy lấy ra một chồng người giấy miệng đọc thần chú rồi ném vào sông ông ấy kêu mấy người đi về phía trước lúc này là lúc âm binh đổi ca cho nhau âm binh không quay đầu lại được chúng ta sẽ không để ý tới người có dương khí giấu đi rồi như chúng ta đâu triệu hợp bày ra bộ mặt sùng bái chỉ dùng mấy người giấy đã đối phó được với âm binh quá giỏi nhưng Hạ Nhất Thiên càng lo lắng hơn, người mạnh như ông lão này thoát ra khỏi tử trấn mà còn suýt chết, vậy nếu là mình qua tử trấn phá bỏ quan tài máu thì sẽ thế nào? Cuối cùng mấy người đã an toàn tới làng Khang Long, Triệu Tây mời Hạ Nhất Thiên ngồi xe của mình về huyện, đó là một Audi 7, giá mấy triệu tệ đấy, người làm công như anh chưa bao giờ được ngồi xe sang như vậy, Tiểu Tuyết sáng bừng hai mắt, hết cách, anh chỉ đành miễn cưỡng đồng ý, cũng có thể tiết kiệm ít tiền đi xe. Lúc này Triệu Hợp đột nhiên nói với anh, tới huyện rồi thì phải tiếp đãi tôi cho đàng hoàng nhé. Anh ngơ ngác, là kiểu tiếp đãi nào? Như tôi nghĩ sao? Nhưng cảnh đẹp còn chưa bắt đầu Triệu Tây đã cắt ngang, cô ấy bảo Triệu Hợp lái xe cảnh sát của hoác đội, xe cô ấy hết chỗ rồi.Chú Hải cũng nói muốn ngồi xe cảnh sát, xe đó có đèn đỏ. Ấy, ông lão này, ông còn thích kích thích với tốc độ cơ đấy. Trước khi lên xe ông ấy còn cười quỷ dị với Hạ Nhất Thiên, làm anh chẳng hiểu gì, nhưng ông lão này còn là một cao thủ mạng 5G nữa, vừa lên xe đã mở iPad ra, điều này khiến anh rất kinh ngạc. À. Lúc này Triệu Tây hỏi anh, anh Nhất Thiên, anh biết lái xe không? Tôi không quen đường đèo lắm, vốn dĩ anh còn muốn sâu chút kỹ năng lái xe nhưng vừa nhìn con xe tự động này anh liền viện cớ. Đây là xe tự động, tôi không dành lắm, trong lòng thầm nghĩ, đùa à, con xe mấy triệu tệ tôi nào dám động vào, va vào đâu đó đền sao nổi. Nhưng ngay sau đó anh đã hối hận, triệu tây lái xe cứ nghiêng sang trái lại đảo sang phải, thi thoảng còn phát ra tiếng kỳ lạ, anh phải dán chặt lưng vào ghế mới có cảm giác an toàn. Nhưng cuối cùng vẫn không tránh được, xe đi vào viên đá, nhảy lên cao, đầu anh đập vào trần xe. Tiểu Tuyết còn nói kích thích, Triệu Tây thấy đầu hạ nhất Thiên Sưng mấy cục u lập tức xin lỗi, làm anh không nỡ trách móc. Lúc này cô ta lại cho thêm một quả bom nữa. Thật ra tôi mua bằng đấy, má ơi, tôi muốn xuống xe, hai chúng ta đổi chỗ cho nhau đi. Triệu Tây chớp mắt nói có chuyện muốn hỏi anh, chuyện gì? Cô ta ngượng ngùng hỏi anh làm việc gì thế? Ấy, vợ tôi là ma đấy, cô đừng hòng hại được tôi. Nhưng ngoài mặt anh vẫn thoải mái đáp, khách sáo thế, gọi tôi là anh Thiên được rồi. Thật ra giờ tôi là kẻ thất nghiệp, vừa bị ông chủ đuổi việc xong, giờ định tìm mấy việc quét dọn gì đó, tiện thể điều tra chuyện tiểu nghĩa đồn luôn. Vừa bị ông chủ đuổi việc sao? Tốt quá. Triệu Tây cười thích thú giải thích, không phải, ý tôi là, anh Thiên, anh có thiếu tiền không? Câu nói này đâm trúng chỗ đau của Hạ Nhất Thiên, giờ thứ anh thiếu nhất chính là tiền. Anh vội hỏi, giờ nhà cô đang thiếu người làm à? Ừm, cũng kiểu vậy. Vậy nhà cô đang cần người rửa bát hay chuyển đồ? Lúc này ánh mắt Triệu Tây trở nên sắc bén, thiếu người bắt ma. Hạ Nhất Thiên hỏi lại: "Không phải cô hiểu đạo pháp sao, sao không tự mình bắt?" Triệu Tây lắp bắp nói: "Tôi là thầy phong thủy nửa vời, không đối phó được với ác quỷ, giờ nhà tôi xảy ra chuyện, không có cao nhân giúp sẽ không xong. Vốn dĩ chúng tôi định tìm bà Châu Tiên giúp, nhưng bà ấy mất rồi, thế là các cô tìm tới tôi hả? Xin lỗi, tôi không học được chút nào từ bà ngoại hết, con quỷ kia là bà ngoại để lại cho tôi, chứ tôi không hề biết bắt ma, cô vẫn nên mời người khác thì hơn." nào ngờ cô ta lại bật khóc nói hạ nhất thiên lừa mình tôi có lừa cô đâu tôi có thể thấy ma quỷ là vì bùa tương thông với ma quỷ của bà ngoại cô ta vẫn không tin bỗng nhiên phía trước có bóng người xuất hiện cẩn thận phía trước có người hạ nhất thiên vội phanh xe không sao chứ chúng ta xuống xe xem xem không ngờ tình huống căng thẳng thế mà tiểu tuyết đã ngủ say con bé này đúng là liều thật nhưng khi xuống xe lại chẳng thấy ai cả có khi nào gặp ma không lúc này chị vợ đột nhiên kéo góc áo anh má à, gặp ma thật sao anh quay đầu lại, có một bóng màu trắng ngồi ở sau xe, thò móng vuốt quỷ ra định chạm vào người Tiểu Tuyết, có thành ma rồi vẫn muốn sàm sỡ gái nhà lành sao? Nhưng nó lại bị thứ gì trên người cô ấy đánh bật ra, Hạ Nhất Thiên lập tức nghĩ tới bùa thông ma quỷ của Tiểu Tuyết, lúc này con ma đã để ý đến anh, mắt mũi nó tràn ra chất dịch không biết là gì, sau đó biến thành dáng vẻ kinh dị, nhào tới bóp chặt cổ anh, anh cảm thấy sắp không thở nổi nên đã lấy lọ sứ ra, mau ra cứu tôi, ma nữ đi ra, há miệng cắn con ma lần này tới lượt con ma khóc hu hu sợ hãi, ma nữ này ăn ma như ăn thạch rau câu, nháy mắt đã ăn sạch con ma đó, làm anh nhìn mà ngây người. Hạ Nhất Thiên thấy miệng ma nữ vẫn còn há ra, vội lắp bắp nói: "Ăn no rồi thì mau quay lại lọ sứ đi." Ma nữ đi tới trước mặt anh, anh nắm chặt lọ sứ, ma nữ thấy vậy lắc đầu liên tục, tức là cô không muốn quay về lọ sứ sao? Bingo, ma nữ dùng cách thức đặc biệt của mình để nói rằng anh trả lời đúng, sau đó ma nữ vui vẻ nhảy tưng tưng, Hạ Nhất Thiên cạn lời nhưng cũng không dám làm gì quá, xem ra ma nữ này bị nhốt trong lọ lâu quá rồi, ép nó nó sẽ gây ra chuyện lớn hơn, nghĩ vậy anh bàn bạc với ma nữ, mày không được ra tay với bạn bè bên cạnh tao, chạm một cái cũng không được, ma nữ hào hứng lập tức đồng ý, sau đó ma nữ lại bò lên đầu anh nằm, Triệu Tây thấy sắc mặt anh không tốt lắm liền hỏi, anh Thiên, anh không sao chứ? hạ nhất thiên nào dám nói có chuyện nếu không sẽ động tới tổ tông trên đầu mất thế là hai người quay lên xe tiếp tục đi đường ba người một ma không nói gì bầu không khí im lặng tổ tông cảm thấy chán nên đã nhe răng về phía Triệu Tây làm người ta sợ mất mật thấy vậy nó cười khoái chí này đã nói là không dọa bạn tao mà mày mà còn dọa nữa tao nhốt mày lại đấy ma nữ đã chịu nghe lời hơn triệu tây tiếp tục mời anh tới nhà mình này sao được người đàn ông lạ ở trong nhà của một cô gái này là lưu manh đấy triệu tây lại lấy tiểu tuyết ra làm cái cớ anh cũng dùng con ma nữ này để từ chối cô ta triệu tây nói mình ở một mình không ở cùng người nhà sau đó lại bày ra dáng vẻ tủi thân tôi mời anh với tư cách như bạn bè mà cũng không được sao không có người nhà thì được anh vui vẻ đồng ý nhưng chuyện bắt ma mà cô mời trước đó tôi không đồng ý đâu nhé cô cũng thấy đấy vừa nãy tôi suýt bị ma hại chết rồi được, tôi biết rồi, cô ta vui vẻ đáp, trên chặng đường về huyện, mấy người cũng gặp thêm mấy con ma nữa, thậm chí có con còn chặn xe họ lại, cũng may có con tổ tông này ở đây, nó chỉ cần nhe răng một cái là mấy con ma kia không dám làm gì nữa, nhưng tới giờ anh vẫn không biết nó có thể đối phó với đối thủ mạnh tới mức nào, cuối cùng mấy người đã tới được huyện thành, hạ nhất thiên dừng lại trước một căn nhà rộng lớn theo chỉ dẫn của Triệu Tây, nhà to quá, anh và Tiểu Tuyết nhìn ngang ngó dọc tò mò với tất cả mọi thứ triệu tây rốt cuộc là người thế nào mà giàu thế? triệu tây về tới nhà cũng thoải mái hơn nhiều, ra dáng chủ nhân ngôi nhà. cô ta vừa đưa tiểu tuyết lên tầng tắm vừa bảo hạ nhất thiên xem tivi, ăn đồ gì đó. tủ lạnh có nhiều coca như vậy, còn là loại anh thích. quả nhiên là người có tiền. anh lấy mấy chai coca ra, ngồi lên ghế sofa cao cấp, bật tivi lên. anh mở lọ xứ ra để ma nữ được ngắm nhìn thế giới, lại được tự do rồi. ma nữ vui vẻ nói hạ nhất thiên uống coca bảo ma nữ đi loanh quanh đi đừng dọa người khác là được nhưng nó lại lộ ra biểu cảm tò mò muốn thử cứ vây quanh anh mãi lẽ nào mày muốn uống hả anh đưa chai coca cho nó nó cầm chai lên tu ừng ực quả nhiên ma y như chủ đều là kẻ nghiện coca anh chợt nghĩ tới lúc nhỏ bà ngoại thường thấy trứng bị mất nhưng bà cũng không bận tâm lắm giờ nghĩ chắc chắn là do con ma nữ này làm rồi anh cầm điều khiển TV, đổi mấy kênh liền mới tìm được thứ anh thích xem. Khi anh đang tập trung vào nội dung phim, Triệu Tây xuất hiện phía sau gọi, anh Thiên, à, tôi, cô quay lại rồi hả? Hạ Nhất Thiên cảm thấy mình như đứa con xem phim người lớn bị mẹ bắt gặp, vội cười gượng, ha ha, thư viện này rõ nét quá, vừa mở lên đã thấy cảnh này rồi. Triệu Tây không nói gì ngồi xuống bên cạnh, Hạ Nhất Thiên chảy mồ hôi đầm đìa, to rồi, hình tượng vĩ đại của mình mất hết rồi cuối cùng vẫn là triệu tây phá vỡ cục diện gượng gạo anh thiên tôi muốn nói chuyện xảy ra trong nhà tôi bốn huyễn môn thế gia của huyện đại long là nhà họ triệu lý trương và vương huyễn môn là một nhánh của đạo mạch vừa kế thừa tinh hoa của đạo gia vừa có pháp thuật riêng biệt của mình triệu hợp triệu tây chính là con nối dõi nhà họ triệu bố của họ là triệu yên gần đây nhà họ triệu xuất hiện rất nhiều âm khí cho dù thay đổi phong thủy thế nào cũng không đuổi chúng đi được nhà họ đã bỏ ra số tiền lớn mời thầy giỏi tới lập đàn làm phép nhưng cũng chỉ được một thời gian hai ngày sau ma quỷ lại tìm tới như âm hồn không dứt Mấy con ma đó có lẽ có thâm thù đại hận với ông Triệu, hành hạ ông ấy lên xuống. Ông nội Triệu tức là ông Triệu tên là Triệu Nghiệp Đại, có hai người con trai, một người con gái. Bà Triệu đã nói ai cứu được ông Triệu sẽ được thừa kế vị trí chủ nhân nhà họ Triệu. Con cả là Triệu Yên phái con trai và con gái mình đi mời bà ngoại Hạ Nhất Thiên giúp đỡ. Con thứ là Triệu Xuyên không chịu yếu thế, mời một đại sư rất giỏi bên nhà vợ. Con gái thứ ba là Triệu Noãn đã mời trụ trì giỏi nhất trong thành phố và đệ tử của ông ta tới. Ngày mai là ngày mọi người tụ tập lập đàn trừ ma, nên tôi xin anh, ngày mai anh có thể đi cùng tôi không? xem ra bà ngoại mất rồi triệu tây đã dồn hết mọi hy vọng lên người hạ nhất thiên nhưng anh nào biết đuổi ma quỷ gì đi cũng vô dụng chỉ có thể đi cho đủ quân số thôi nhiều cao nhân tới đó như vậy có khi sẽ khiến mấy con ma sợ hãi chạy mất đấy triệu tây nói càng nói càng tủi thân tôi biết như vậy sẽ làm khó cho anh nhưng khi ông nội còn tỉnh táo ông đối xử với tôi rất tốt Tôi không thể để ông ấy bị như vậy mãi được. Cuối cùng cô ta đã bật khóc, hạ nhất thiên lúng cuống tay chân. Đàn ông sợ nhất là khi con gái khóc đấy. Nghĩ vậy anh nói mai sẽ đi cùng cô ta, coi như báo đáp ơn tối nay cô ta cho anh ở lại. Triệu Tây lập tức hào hứng lên, còn định lấy coca thay rượu kính anh một ly. Nhưng khi mở tủ lạnh ra, cô ta lại thấy con ma nữ nằm trong đó. Xung quanh là vô số vỏ chai, hạ nhất thiên mất mặt chết đi được, vội xin lỗi Triệu Tây cô ta cũng không để ý dặn anh nghỉ trong phòng khách chuẩn bị tinh thần mai đi cứu ông nội cô ta hạ nhất thiên đi lên ôm lấy ma nữ chúng ta đi thôi phòng thứ hai bên phải là phòng này rồi anh đẩy cửa ra bài trí bên trong khiến anh vô cùng kinh ngạc đúng là người có tiền phòng cho khách mà cũng sang trọng thế phải rồi xem đồ bà ngoại để lại đã hạ nhất thiên mở hòm sắt lấy được từ chỗ linh đường của bà ngoại ra hy vọng có thể có được manh mối tìm thấy bà nhưng bên trong chỉ có mấy lọ rỗng và mấy túi vải thậm chí còn có một lọ nhốt ma bị thủng một lỗ tiểu tổ tông trên đầu thấy lọ lập tức tỉnh lại ôm lọ trong lòng liên tục vuốt ve phát ra tiếng khóc như trẻ em vẻ mặt buồn thiêu anh đoán lọ này chính là lọ xứ nó từng ở anh tiếp tục mở mấy túi vải ra bên trong đều là mảnh vỡ hết thậm chí nó còn chẳng có hình thù đặc biệt nào giống như có người đã đập vỡ nó vậy ma nữ thấy mảnh vỡ càng khóc to hơn Hạ Nhất Thiên nhớ lại, chiếc hòm này là kho vũ khí của bà ngoại, bên trong các lọ đều có những ma quỷ bà ngoại nuôi, trong số đó có lẽ còn có bố mẹ sư phụ của ma nữ nên nó mới khóc to thế. Anh đưa tay ra xoa đầu nó, nó tủi thân ôm lấy anh bật khóc, có lẽ đây là lần đầu tiên anh với nó thân thiết như vậy. Anh nói, chúng ta sẽ rửa mối thù này, cùng đưa chúng xuống địa ngục. Lúc này phía sau Hạ Nhất Thiên chợt ùa tới cơn gió lạnh, anh biết đây là do Cửu công chúa làm, chị vợ của anh cũng đang rất tức giận. Tiếp đó anh tìm thấy sổ ghi chép của bà ngoại và một tấm mặt nạ quỷ bị vỡ trong sổ ghi lại những chuyện bà ngoại thu phục quỷ và một số việc hành hiệp trượng nghĩa anh đọc tới một đoạn liên quan tới ma nữ trấn dẫn phượng là ở đâu lẽ nào là tử trấn sao ma nữ a à một tiếng anh vội hỏi mày là người của tử trấn sao nó ra ký hiệu các kiểu anh đã hiểu được đại khái ma nữ không phải người của tử trấn mà là chết tại tử trận sau đó được bà ngoại phát hiện ra rồi đưa về nhà nhưng bà mang nó về không phải để nuôi nó thành quỷ chiến đấu gì mà đơn giản là vì già rồi cô đơn nên muốn có nó ở bên Lúc này tiếng chuông điện thoại vang lên, đây là điện thoại của Triệu Tây, màn hình hiện lên cuộc trò chuyện của cô ta và bạn thân. Bạn thân gửi cho cô ta một video, sao giờ, muộn vậy rồi, có nên mang điện thoại trả cho cô ta không nhỉ? Bạn thân lại gửi một tin nhắn nữa tới, anh sợ là chuyện gấp nên đã mở video ra, video là một cảnh camera ghi lại, một người đàn ông đang ngủ say tiếp đó một bóng trăng di chuyển từ đầu camera tới góc dưới camera cả người nó toàn là nước như vừa chui từ dưới nước lên sau đó nó quay đầu nhìn về phía camera hạ nhất thiên sợ tới nỗi suýt vứt điện thoại đi sao bạn thân này lại gửi video đáng sợ thế cho triệu tây vào nửa đêm anh thấy cô bạn tiếp tục gửi tin nhắn tới có kích thích không có sợ không sợ con khỉ triệu tây mà thấy không phải sợ chết rồi sao nhưng tin nhắn tiếp đó khiến anh cảm thấy rất kỳ lạ toi rồi nhà cô gái này có ma rồi vậy nên anh lập tức lên tầng nói cho triệu tây biết điều này anh vội vã gõ cửa cửa được mở ra cảnh tượng như này đập vào mắt triệu tây dụi mắt hỏi sao thế anh thiên hạ nhất thiên không biết nên nhìn đi đâu chỉ có thể nhìn chóp mũi nói không có gì cô ngủ tiếp đi tôi gõ nhầm cửa thôi à đâu nói đùa đấy hạ nhất thiên đợi triệu tây mặc váy ngủ vào rồi nói cho cô ta một người bạn của cô là người có avatar con mèo ấy gửi tin nhắn nói mình nhìn thấy mà Triệu Tây vội cầm lấy điện thoại, là tin nhắn chị San San gửi, "Mau, đi thôi, nếu không có án mạng đấy, nhà chị ấy ở đối diện, tôi có chìa khóa của chị ấy." Sau đó hai người vội chạy tới nhà San San, khi mở cửa ra, San San đã sùi bọt mép, chỉ còn lại chút hơi thở cuối cùng. Thấy vậy Hạ Nhất Thiên chỉ đành gọi tiểu tổ tông ra lần nữa để nó đi cứu người, ma nữ há to miệng ra cắn con ma kia, nhưng tại sao lần nào ma nữ cũng cắn từ đầu vậy? một lát sau con ma còn chưa cả kịp vùng vẫy đã bị ăn sạch triệu tây vội đi lên kiểm tra tình hình của san san mặc dù hạ nhất thiên không nỡ nhưng vẫn phải để ma nữ quay về lọ xứ đừng dọa sợ cô gái kia nữa anh biết khả năng ăn ma quỷ của ma nữ được gọi là nuốt chừng có thể giúp ma nữ lớn lên cô gái tên san san ngồi dậy ho khụ khụ cô ấy mặc đồ cảnh sát vừa mở miệng ra đã nói mình thấy ma rồi kích thích lắm san san đột nhiên nhìn hạ nhất thiên hỏi anh là ai xin chào tôi là bạn của triệu tây triệu tây giải thích cho cô ấy vừa nãy anh ấy là người nói chuyện trên mạng với chị còn bảo em đưa anh ấy tới đây cứu chị nữa nào ngờ người này lại đổi chủ đề hả hai người sống chung rồi hả chuyện như này càng nói càng mập mờ anh quay về nhà ngủ để hai người họ tiếp tục nói chuyện sáng ngày hôm sau lâu lắm rồi hạ nhất thiên mới được ngủ một giấc ngon thế anh vừa định đi đánh răng lại thấy tiểu tuyết ăn mặc mát mẻ má ơi mấy người này nhà có đàn ông mà không để ý gì hết hai ngày nay mình sắp bị hành cho chết rồi cũng may chị vợ biết mình không cố ý nên không nổi giận, tiếp đó anh và tiểu tuyết cùng ăn sáng, họ vừa ăn vừa nói chuyện, tâm trạng cũng đỡ hơn nhiều, những chuyện quỷ dị xảy ra mấy ngày nay cũng dần tiêu tan. Lúc này chuông cửa vang lên, một nữ cảnh sát đi vào, thì ra là San San, cô ấy nghiêm túc nói với anh, tôi là Hàn San San, cảm ơn anh chuyện tôi qua, Hạ Nhất Thiên, Hạ Nhất Thiên mặt dày đưa tay ra, không phải cảm ơn cần phong bì sao? Mặc dù cô ấy không thích lắm nhưng vẫn lấy ví ra, bao nhiêu anh tự lấy đi đương nhiên anh không hề khách sáo rút một chập đưa cho tiểu tuyết đi mua kẹo ăn triệu tây giải thích về anh cho san san nghe san san biết mình hiểu lầm liền cười xin lỗi sau đó bắt tay anh rồi trái một em phải một em quay người đi tiếp đó mấy người tới nhà họ triệu cuối cùng chuyện ông nội triệu bị ma hành sắp được giải quyết rồi hôm nay nhà họ triệu rất đông người xe sang đỗ chật kín cổng triệu hợp đã đứng đợi ở cửa anh đi lên chào hỏi anh ta triệu tây nói với anh ta chuyện trên đường đi mấy người họ suýt bị anh họ triệu nghị đâm vào hơn nữa triệu nghị còn độc ác đi xin bùa nguyên rủa để hãm hại triệu tây cũng may bị hạ nhất thiên phát hiện và thiêu hủy kịp thời triệu hợp vô cùng giận dữ lập tức định đi tìm chú hai và triệu nghị nói lý nhưng lại bị em gái ngăn lại lần trước cũng vậy cuối cùng vẫn chẳng giải quyết được gì xem ra ba anh em nhà họ triệu không hòa thuận lắm tiếp đó ba người tới từ đường nhà họ triệu nơi này rất nhiều người hạ nhất thiên nhìn thấy một tên tóc vàng quen thuộc là tên triệu nghị họ đang đứng quanh một người đàn ông hơn 50 tuổi đó chắc là sư phụ của triệu nghị anh quan sát thì thấy từ đường chia làm ba nhóm không nhóm nào nói chuyện với nhóm nào triệu hợp đưa hai người tới nhóm bên trái một người đàn ông hơi gầy đứng ở giữa triệu hợp gọi ông ta một tiếng bố ông ta quay lại liếc nhìn mấy người không mời được tiền bối châu tiên sao triệu hợp đáp không ạ à, để bố thất vọng rồi nhưng triệu tây vẫn nhiệt tình lên trước nói định giới thiệu hạ nhất thiên nhưng cô ta còn chưa nói gì bố cô ta đã quay người rời đi hoàn toàn không coi anh ra gì hết triệu tây giải thích với anh gần đây sức khỏe bố tôi không ổn lắm nên tâm trạng cũng rất tệ không sao lúc này tiểu tuyết gọi anh con bé này đã đi ăn đồ bên chỗ quầy tự chọn rồi triệu hợp cũng bảo hạ nhất thiên đi ăn chút đồ lấp bụng lát nữa sẽ khá bận đấy khi mọi người tới đông đủ ông triệu cũng đi ra từ từ đường người đẩy xe cho ông ấy là bà triệu trông rất hung dữ bà ấy hùng hồn nói triệu yên triệu châu triệu noãn ba đứa cũng thấy rồi đấy bố nuôi các con lớn như vậy giờ là lúc các con cứu ông ấy rồi ai lên trước Ba anh em không ai tiếp lời, cuối cùng anh cả Triệu Yên lên tiếng, con là anh cả, để con trước cho, người con mời tới là tu sĩ tham vân của Tam Tiên Quán. Ông ta vừa dứt lời, hai anh em kia đã sầm mặt lại nói, không biết anh mời người tứ xó nào tới nữa, chắc cũng tốn nhiều lắm nhỉ. Triệu Noãn nói tiếp, em đã quyên góp 1,8 triệu tệ để mời trụ trì nổi tiếng tới, nhưng lời này đã khiến đám hòa thượng không vui. Thí chủ, thứ mời tôi tới được không phải tiền mà là tâm hướng Phật. Tiếp đó ông ta nói một câu, A-di-đà Phật triệu noãn cũng là người thẳng tính bà ta hỏi thẳng tôi tốn nhiều tiền mời ông tới thế ông nói xem rốt cuộc ông giải quyết được vụ này không không làm được thì trả lại tiền nghe vậy hòa thượng đổ mồ hôi được chứ được chứ cảnh này làm mọi người bật cười hạ nhất thiên lo lắng đám người này không đáng tin lắm có lẽ việc bắt quỷ sẽ khó khăn rồi giờ đám hòa thượng đang niệm phật đuổi ma quỷ khung cảnh rất trang nghiêm nhưng đối với mấy người trẻ như hạ nhất thiên thì nó thật sự rất chán anh không chịu nổi nữa đưa tiểu tuyết đi xung quanh cho đỡ buồn ngủ nào ngờ lúc hai người lén chuồn đi lại bị triệu yên phát hiện ông ta tức giận gọi anh lại có lẽ ông ta cảm thấy mấy người hạ nhất thiên không chín chắn đáng tin gì hết triệu hợp đề nghị tới núi liên thành gần đây ngắm cảnh ngọn núi này là núi được bồi lên để chống quân pháp xâm lược núi cao sông sâu là một nơi phong thủy tốt của huyện hạ nhất thiên nhìn một cái đã thấy nơi này toàn khí đen ở giữa còn có âm khí rất nặng triệu hợp giải thích trước đó nơi này là nơi tử hình tội phạm theo thời gian đã có vô số người chết ở đây tích tụ lại thành âm khí nặng tới tối hầu như không ai dám tới gần Hạ Nhất Thiên vừa nghe giải thích vừa tính toán, lực chiến đấu của ma nữ không quá mạnh, muốn giải cứu bà ngoại thì phải nuôi quỷ mạnh hơn, vừa hay có thể thử ở nơi này xem. Nhưng hôm nay mình lại không chuẩn bị gì hết. Khi trời sắp tối, mấy người xuống núi, Tiểu Tuyết vẫn còn là trẻ con nên đã về nhà ngủ. Triệu Hợp tới quán ba chơi, Hạ Nhất Thiên và Triệu Tây lái xe về nhà họ Triệu. Đám hòa thượng ở phòng khách vẫn đang niệm kinh siêu độ, xem ra họ định làm cả đêm rồi, dù gì nhận nhiều tiền thế cũng phải làm cho ra trò chứ. Triệu Tây đưa Hạ Nhất Thiên vào phòng, có thể ăn tạm ít đồ ở đây, anh bảo cô ta ngồi xuống, mình đi nấu ít đồ. Lát sau, gà nướng, sơn sao xuất hiện trước mắt khiến anh thèm không thôi, lúc này phía sau như có thứ gì đó âm u xuất hiện, anh quay đầu nhìn, là Triệu Nghị. Anh ta sầm mặt, không nói gì, nhấc con dao lên, nhìn Hạ Nhất Thiên đang sững sờ, bật cười, Triệu Nghị, anh muốn làm gì? Hạ Nhất Thiên căng thẳng cầm chặt lọ sứ, phòng trường hợp anh ta đâm tới, kết quả không hiểu sao Triệu Nghị lại rời khỏi nhà bếp dường như không có ý đâm về phía anh, anh cũng không để ý, vui vẻ đi ra ăn tối cùng người đẹp. Chưa ăn được mấy miếng ba lô Hạ Nhất Thiên đã rung lắc, là ma nữ muốn ra ngoài, nó hét lên một tiếng, sau đó thèm thuồng nhìn đồ ăn trên bàn, bình thường nó toàn ăn đầu ma, giờ cũng nên đổi khẩu vị chút. Ăn mãi ăn mãi nó chật hung hăng nhìn Triệu Tây, vẻ mặt méo mó, Hạ Nhất Thiên tưởng ma nữ lại định dọa Triệu Tây nên đã quát nó mấy câu, bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng hét, có người chết rồi. Một người bị ma ám, thấy vậy chủ trì đọc to kinh Phật lên, người đàn ông dần không vùng vẫy nữa, có vẻ đang khôi phục lại ý thức. Nhưng chưa được một phút thì hạt vòng của chủ trì đã vỡ tan, người đàn ông đã hoàn toàn hắc hóa, anh ta gào lên, biểu cảm vặn vẹo. Người bị ám đó chính là Triệu Nghị, giờ chủ trì cô ba mời tới đã không ứng phó được với ma quỷ, bà ta mất đi quyền tranh giành vị trí chủ nhân nhà họ Triệu anh cả triệu yên nghĩ đây chính là cơ hội để thể hiện thực lực của mình ông ta lệnh cho triệu tây gọi anh trai đi tìm đạo sĩ mình mới tới nào ngờ lại biết triệu hợp đã quay về huyện thành rồi triệu yên nổi giận vậy con còn ngây ra đó làm gì mau đi mời thay anh trai đi triệu tây hoảng sợ lập tức rời đi hạ nhất thiên cũng đi cùng quá trình mời đạo sĩ diễn ra rất thuận lợi đạo sĩ tham vân bỏ đũa xuống đi tới phòng khách với hai người trong lúc đi hạ nhất thiên phát hiện có hai bóng người thần bí đi theo là anh hai triệu châu và sư phụ ông ta triệu châu không biết con trai mình bị ma ám sao mà giờ mới nhàn nhã quay về anh cảm thấy không đúng lắm mấy người hạ nhất thiên vừa tới nơi triệu yên đã kể lại chuyện vừa xảy ra cho đạo sĩ nghe lúc này không ai để ý thấy ông nội triệu đã có điều bất thường người run lên mặt biến dạng hạ nhất thiên liếc một cái thấy tuổi thọ của ông ấy đã cạn linh hồn đã xuất ra lát nữa quỷ sai sẽ tới dẫn hồn đi quỷ sai lại đang đứng trong đám người dáng vẻ vô cùng sợ hãi còn không cử động lấy một cái này là sao giờ đã tới mà linh hồn vẫn chưa bị đưa đi như vậy sẽ không thể đầu thai được Hạ Nhất Thiên nhìn ông Triệu, phát hiện có một lá bùa dán vào xe ông ấy, anh vội nói với Triệu Tây, cô đưa tôi tới cạnh ông nội đi. Tôi có chuyện cần xác nhận, lúc này vì quỷ sai vẫn chưa tới, linh hồn của ông Triệu không biết phải làm sao, ngơ ngác nhìn anh và Triệu Tây. Anh đi tới xé lá bùa, quả nhiên là bùa sai khiến quỷ, sư phụ của Triệu Châu thấy hành động của anh thì rất kinh ngạc. Hiển nhiên ông ta cũng biết lá bùa này sẽ ngăn quỷ sai lại, ông già chết tiệt, ông biết chuyện này mà không tới lấy bùa đi, là muốn hại ông Triệu không đầu thai được sao còn cả chuyện trước đó ông cho triệu nghị bùa để hại triệu tây nữa tôi còn chưa tính sổ với ông đâu hạ nhất thiên thầm nghĩ vậy lúc này triệu tây lo lắng hỏi anh thiên ông nội tôi sao rồi mặc dù rất tàn khốc nhưng anh vẫn nói ra sự thật ông nội cô mất rồi quỷ sai đã đưa linh hồn ông ấy đi rồi bà nội triệu cũng phát hiện ra ông triệu đã ra đi gục khóc bên cạnh ông ấy bỗng nhiên hai mắt ông triệu mở to ra trước đó linh hồn ông triệu còn bị quỷ sai dẫn đi giờ đã bị ma ám ông ấy đưa tay bóc cổ vợ mình Thấy vậy đạo sĩ vội đọc thần chú đuổi ma quỷ trên người ông ấy ra, cứu được bà Triệu. Bà Triệu không hề cảm kích ơn cứu mạng của ông ấy mà còn trách ông ấy đánh tan hồn phách mới của chồng mình. Hại chồng mình không thể siêu sinh, Triệu Châu cũng phụ họa, nói Tham Vân đã hại chết bố mình, nơi này chẳng mấy chốc đã loạn như cào cào. Lúc này sư phụ Ngô Chính Hoa mà Triệu Châu mời tới đi tới trước mặt ông Triệu, nhíu mày, mắt trừng to, hét lên, đi, một sóng âm vang lên như tiếng sư tử gầm xuyên qua người ông Triệu sau đó tan biến trong không khí mọi người kinh ngạc đây là dương căng chính khí không biết ai hét lên khiến mọi người kinh ngạc hạ nhất thiên nhíu mày lẽ nào ngô chính hoa có khả năng lên tiếng xua đuổi ma quỷ tiếp đó ngô chính hoa nói xong rồi tôi đã đuổi quỷ đi rồi bà triệu vội cảm ơn ông ta sau đó bảo con thứ và con cả thay áo quan cho ông nội triệu châu đứng ra nói một mình ông ta là đủ bà triệu gật đầu dù sao đây cũng là người do triệu châu mời tới do đó ông ta cũng là người đáng tin nhất Lúc này con trai bị ma ám của ông ta đi ra ngoài, nói, cho dù tôi có yếu cũng sẽ chia sẻ gánh nặng với bà nội, làm hậu sự cho ông nội. Bà nội nghe xong càng thích hơn, tuyên bố sẽ giao vị trí chủ nhà cho Triệu Châu. Triệu chân còn quay sang nhìn mấy người hạ nhất thiên, hỏi một cách kỳ quái, anh cháu đâu? Triệu Tây không biết nói dối, đáp, anh cháu lên huyện rồi. Chú thấy chắc nó lại đi rượu chè rồi, bà nội nghe thấy vậy càng không thích cả nhà bác cả hơn, lúc này vẫn còn uống rượu được nữa, chẳng lẽ chúc mừng ông nội qua đời à? triệu tây trực trào muốn khóc ông nội mất cũng khiến cô ta rất đau lòng bà nội lại hiểu lầm cả nhà cô ta cô ta càng khóc càng đau lòng nhào vào lòng hạ nhất thiên khóc bà cô à cô có ý với tôi thì cũng phải để ý hoàn cảnh chứ bao nhiêu người đang nhìn tôi kìa nhất thiên ngoài cửa chợt có người gọi hạ nhất thiên triệu hợp đã quay về còn nói anh và triệu hợp rất hợp đôi còn động viên anh cứ mạnh dạn theo đuổi cô ta nghe vậy anh rất vui nhưng không dám thể hiện ra ngoài anh nói mình quay về nghỉ ngơi đã nhưng thực tế là anh đi lên núi liên thành xem có thể thu phục ma quỷ mạnh nào ở đây không hơn 12 giờ đêm, một mình Hạ Nhất Thiên lái xe đi tới chỗ pháp trường trước đó, trên đường đi liên tục có những thứ không sạch sẽ xuất hiện, tất cả đều nhằm vào anh, không cần nghĩ cũng biết âm khí trên người anh quá nhiều. Lúc này anh thả ma nữ ra để nó giúp anh không buồn ngủ, cũng khiến anh có dũng khí hơn, anh thăm dò, mày tên gì? Nó dùng ngón tay chấm vào nước viết lên hai chữ tích quân. Tên hay lắm, sau này tao có thể gọi mày là tích quân không? Ma nữ vui vẻ đồng ý, khi hai người đang vui vẻ trò chuyện, bên ngoài cửa sổ vang lên tiếng động, hạ nhất thiên quay đầu lại nhìn thì suýt tè ra quần. Chàng trai, cậu đâm vào tôi rồi." Hạ Nhất Thiên vội phanh xe lại, nhưng bà lão vẫn cứ bay lơ lửng bên ngoài không chịu rời đi, còn giơ tay đâm xuyên qua cửa kính định tấn công anh, ma nữ bay ra ngồi lên đỉnh đầu bà ta, bắt đầu ăn ngon lành, không giữ chút hình tượng nào. Ăn xong nó còn cười như một đứa trẻ, làm Hạ Nhất Thiên nhìn mà nổi da gà, "Tích Quân, khẩu vị mày nặng quá." mặc dù đã giải quyết xong bà lão đó nhưng cơn buồn tè vẫn còn đó. Thế là anh dừng xe lại bên đường tìm một nơi giải tỏa. Kết quả vừa định kéo khóa quần xuống, ma nữ đã bay tới cạnh vai. Anh ra sức dỗ nó. Tích Quân, may còn nhỏ, không nhìn được đâu. Không ngờ khi anh lôi thằng em ra, nó lại quay đầu lén nhìn. Điều này khiến chị vợ tức giận. Tích Quân không dám làm gì nữa. Giải quyết xong anh nhìn ra xa, nơi này đã giết vô số người nhưng âm khí còn không nặng bằng cây cầu cổ ở bên sườn núi. Lẽ nào ở cây cầu này có gì kỳ quái sao? Hạ Nhất Thiên đưa Tích Quân đi tới cây cầu đó, trên đường liên tục có hồn ma muốn tới gần, nhưng vì có Tích Quân bên cạnh nên chúng không dám làm gì nữa. Đầu bên kia của cầu có mấy tâm bia mộ, anh cảm thấy rất kỳ lạ, anh quyết định đi qua cầu xem, nhưng vừa đi được một nửa góc áo đã bị kéo lại, chứng tỏ phía trước có nguy hiểm. Mấy bia mộ kia như có một ma lực đang hút Hạ Nhất Thiên lại, anh vẫn quyết định qua đó xem, còn cô nghĩ là chị vợ không kéo mạnh lắm, có lẽ không có nguy hiểm chí mạng gì đâu. Một lát sau, anh gạt đám cỏ ra, đi tới một bia mộ trong đống đó. Bia mộ này được làm từ đá, vô cùng kiên cố. Có lẽ thân phận của người chết không phải thấp hèn gì. Bia mộ này được dựng từ năm đạo quang, tới giờ phải có hơn 200 lịch sự. Dưới sự dẫn dắt của âm khí, anh lại đi về phía bia mộ khác. Lúc này chị vợ lại kéo góc áo anh, kiên quyết không cho anh đi. Hạ Nhất Thiên nhìn xung quanh, vô số hồn ma đã vây thành một đám, ai cũng nhìn chằm chằm anh, ngay cả tích quân cũng không dám ho hay gì, linh hồn ở bia mộ này phải mạnh tới nhường nào hạ nhất thiên vội bảo tích quân lùi ra sau sau đó lấy hương ra đốt khấn cầu xin lỗi chủ nhân bia mộ khấn xong anh cắm hương xuống đất rắc tiền giấy rồi quay người chạy đi một mạch phía sau liên tục vang lên tiếng gào thét nhưng anh không dám dừng lại thậm chí còn suýt vấp vào đá trẹo chân cuối cùng đã ngồi được vào trong xe anh thở hồn hển cảm thấy bản thân như sống lại hạ nhất thiên vẫn không chịu bỏ cuộc đợi tới khi nào tích quân mạnh hơn anh sẽ tới chinh phục con ma đó khi xe quay về nhà triệu tây đã là hơn hai rưỡi sáng anh mở cửa ra thấy Tiểu Tuyết đang nằm ngủ trên sofa, khóe mắt vẫn còn nước mắt, quả thật người trong làng đều đã chết hết, cô ấy không còn nhà để về nữa. Anh đau lòng đưa tay ra xoa má cô ấy, có lẽ Tiểu Tuyết cảm thấy có người đang sờ mình nên cử động một cái, dây váy ngủ tuột xuống. Hạ Nhất Thiên nuốt nước bọt, sau lưng chợt lạnh toát, chị vợ không vui rồi, do vậy anh chỉ đành lấy chăn đắp cho Tiểu Tuyết, sau đó quay người đi vào phòng của mình anh mở máy tính của triệu tây ra xem lịch sử núi liên thành đáng tiếc lại không có ghi chép nào cả thế là anh đổi cách tìm khác nhớ tới việc triệu tây từng nói đây là khu phong thủy tốt nên anh mở bản đồ ra xét từ góc nhìn vệ tinh xung quanh huyện đại long là núi non sông hồ hùng vĩ có hai nhánh sông chính nhìn như hai con rồng khổng lồ vị trí pháp trường núi liên thành nằm ở nơi giao thoa giữa hai nhánh sông đó vậy linh hồn của bia mộ đó có khả năng cùng cấp bậc với tích quân bà ngoại có ghi trong sổ là nơi có âm khí nặng thì tỷ lệ có ma quỷ mạnh càng cao hơn nếu có thể nuôi được con ma mạnh như thế, chắc chắn sẽ có tác dụng rất lớn. Xem xong tài liệu Hạ Nhất Thiên định đi ngủ thì tiếng gõ cửa vang lên, Tiểu Tuyết đứng ở cửa, nói một mình ngủ sợ lắm, muốn ngủ cùng anh, nghĩ tới chị vợ anh đã từ chối, không ngờ Tiểu Tuyết lại xông vào luôn, còn định nằm xuống, thấy vậy anh liền cởi quần áo ra, ngủ cùng cũng được thôi, nhưng sau em đừng hối hận nhé. Hành động này đã khiến cô bé sợ hãi chạy đi, vì hôm nay rất mệt nên vừa nằm xuống anh đã ngủ ngay, không biết tới mấy giờ điện thoại lại đổ chuông, đầu bên kia là giọng của San San. Hạ Nhất Thiên, có chuyện rồi, Triệu Hợp bị nhốt trong đồn, Triệu Tây nhập viện rồi, đây là lần thứ hai trong đời anh đối diện cận kề với việc mất người thân, bởi lẽ bác sĩ nói tim Triệu Tây ngừng đập. Anh vội chạy tới phòng bệnh, San San cũng lau nước mắt cũng chạy theo, hai người chạy tới phòng bệnh thì thấy Triệu Yên mặt tái nhợt ngồi trên ghế, có thể thấy người đàn ông này vô cùng tự trách, bất lực. Bên cạnh phòng bệnh càng đáng sợ hơn, âm khí bùa vây nặng nề, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? hạ nhất thiên và san san bị cảnh tượng bên trong dọa sợ hai bác sĩ đang cố gắng cấp cứu cho triệu tây họ không nhìn thấy một hồn ma mặc quần xanh đang quỳ trên người cô ấy tay xuyên qua ngực cô ấy bóp chặt tim cô ấy thấy hai người tới nó hét to lên đôi mắt sâu hoắm triệu yên xông vào thấy cảnh này cũng định đi lên ngăn cản nó hạ nhất thiên ngăn ông ta lại bảo ông ta để y bác sĩ ra ngoài trước đã nơi này để tôi giải quyết cho anh mở lọ xứ để tích quân ra ngoài ăn con ma kia con ma hoảng sợ vội chấp tay cầu xin nhưng đã muộn tích quân bóp cổ nó bắt đầu cắn xe một lúc sau triệu yên thấy mọi việc đã yên ổn thì không khỏi kinh ngạc ông ta không ngờ chàng trai mình xem thường lại nuôi được con ma mạnh thế hạ nhất thiên lấy mấy lá bùa định thần và đuổi ma ra đặt dưới người cô ấy để cô ấy được yên ổn dần dần nhịp tim của triệu tây đã khôi phục lại bình thường cô ấy mở mắt ra yếu ớt nói với hạ nhất thiên anh thiên trên người tôi còn có anh lập tức hiểu ra mọi việc lập tức kêu mọi người ra ngoài không được phép vào đây trước khi rời đi triệu yên nói cậu nhất định phải cứu con gái tôi ông không nói tôi cũng làm cô ấy là bạn tôi sau khi mọi người ra ngoài hết, anh bảo Tích Quân đứng bên cạnh canh chừng, còn mình cởi áo khoác cô ấy ra kiểm tra kỹ càng, nhưng lục tìm một lượt vẫn không thấy gì. Lúc này Triệu Tây lên tiếng, "Thật ra trong túi áo tôi cũng có mấy lá bùa định thần và đuổi ma quỷ." "Hả, à, cô nói gì?" Hai tay anh ngượng ngùng dừng lại trong không trung, cô ấy nói, "Ý tôi là tôi không bị ma ám." vì để che giấu mọi việc anh quay đầu đi ra khỏi phòng bệnh nói với triệu yên con gái ông ta không sao rồi ông ta cảm kích nắm tay anh nói anh là ân nhân của cả nhà họ sau này có gì cứ nói với họ nghe vậy anh lại mộng tưởng chuyện với triệu tây tiếp đó triệu yên nói với anh sau khi cậu rời đi vốn dĩ linh đường đã được sắp xếp ổn thỏa mọi việc được tiến hành theo trình tự Ông lão được đưa vào quán tài, đóng đinh lại, người thân lần lượt lên thắp hương, nhà họ Vương cũng cử con trai thứ là Vương Hằng tới viếng, khoảng hơn 4 giờ. Không hiểu sao Vương Hằng lại đột nhiên đi lên bóp chặt cổ Triệu Tây, Triệu Hợp thấy vậy lập tức cầm một viên gạch đập thẳng vào đầu anh ta. Hai người quyết định tới đồn công an một chuyến, Triệu Tây vừa tỉnh lại cũng đòi đi theo. Hạ Nhất Thiên thấy giờ tinh thần cô ấy không ổn định, dễ dụ mấy thứ không sạch sẽ tới, đi theo anh vẫn an toàn hơn nên đã cho cô ấy đi cùng. Cả chặng đường không ai nói gì tới đồn công an, cục trưởng đang đứng nói chuyện với mẹ Triệu Hợp trong hành lang, bà ấy đang gọi điện cho người thân, chắc đang móc nối quan hệ gì đó. Triệu Yên nói, Vương Hằng bị đập chết là con nhà họ Vương, nhà họ Vương cũng là huyễn môn thế gia, chắc chắn họ sẽ gây rắc rối cho Triệu Hợp. Mặc dù Vương Hằng đã ra tay suýt bóp chết Triệu Tây trước, hành động đập đầu kia có thể coi là phòng vệ chính đáng, nhưng muốn phán vô tội thì vẫn còn rất khó lúc này san san gọi mọi người vào thăm triệu hợp anh ta bị trói cả tay lẫn chân nhưng thấy em gái không sao anh ta cũng thoải mái hơn dường như đối với anh ta giết người không phải chuyện gì lớn an nguy của em gái mới là điều quan trọng nhất mọi người thăm hỏi tới khi hết giờ sau khi ra ngoài san san đưa triệu tây đi lấy khẩu cung cũng được vừa hay hạ nhất thiên có thời gian nghĩ lại mọi chuyện bỗng nhiên anh nhớ ra một chuyện anh vội gọi san san ra hỏi sau khi vương hằng bị đưa đi anh ta đã ngừng cử động ngay hay vẫn còn cử động được San San cảm thấy câu hỏi này rất kỳ quặc, não bắn ra ngoài rồi còn cử động kiểu gì? Không đúng, Vương Hằng hiển nhiên đã bị ma ám nên mới vô duyên vô cớ đi bóc cổ Triệu Tây, nếu giờ con ma đó vẫn còn ở trên người anh ta thì thi thể anh ta đang rất nguy hiểm. Lúc này hoác đội đi vào trò hỏi với anh, hai ngày trước ông ta suýt bị dẫn hồn đi mất ở trong làng, giờ đã khôi phục lại bình thường, phụ trách điều tra chuyện người của tiểu nghĩa đồn đều chết hết, ông ta gọi cho pháp y chuyên phụ trách mấy chuyện quỷ dị này của đồn, Lâm Phi Du tiếp đó ông ấy cùng hai người hạ nhất thiên đi kiểm tra thi thể vương hằng còn bảo san san mang theo súng xem ra nhà họ vương không dễ đối phó rồi trên xe san san cho hạ nhất thiên nhìn súng ở eo mình nói cô ấy sẽ bảo vệ anh đúng là lạc quan thật đối phó với ma quỷ thì súng có tác dụng gì chứ anh mặc kệ cô ấy sau đó hoác đội giới thiệu với anh người ngồi phía sau là lão lâm âm khí trên người ông ấy rất nặng vậy mà ông ấy vẫn sống được tới giờ đúng là kỳ diệu không ngờ câu đầu tiên ông ấy nói với anh lại là chàng trai âm khí trên người cậu nặng qua ha ha như nhau cả thôi cậu biết nhà họ vương làm gì không bán quan tài biết rồi mà cậu vẫn còn đi sao xe nhanh chóng đi tới khu phía sau của bệnh viện một đám người đã đứng ở đó nhìn mặt không lương thiện gì lắm thì ra nhà họ vương chủ yếu là bán quan tài bên cạnh đó còn dấn thân vào xã hội đen em trai của chủ nhà là vương đông quản lý mảng này họ đều đứng chặn ở cửa không cho cảnh sát vào kiểm tra lúc này ông nội vương lên tiếng để pháp y lâm đi vào tôi không tin những người khác nhưng cơ hội đó hạ nhất thiên quan sát mọi thứ xung quanh trên cửa của nhà xác chi chít giấu răng chó dán đầy lá bùa dưới đất là vô vàn vết máu bên cạnh còn có hai con chó đen đã chết hiển nhiên con ma này không phải dạng tầm thường ông nội vương nói tôi biết vương hằng bị ma ám không phải do nhà họ triệu gây ra nhưng nếu người đã do nhà họ triệu giết thì nhà họ cũng phải cho người tới giúp đuổi ma lại đi cử một kẻ vắt mũi chưa sạch tới là có ý gì hạ nhất thiên biết ông lão đang ám chỉ mình đúng là lo chuyện bao đồng nhưng triệu hợp và triệu tây là bạn tốt của anh anh phải cố gắng giúp họ sau khi nói với nhau mấy câu cuối cùng anh đã thuyết phục được ông lão để cho anh đi vào đuổi ma quỷ thế là mấy người đi tới trước cửa nhà xác lão lâm mở hòm dụng cụ của mình lấy một bó hương đen ra đó là hương chuyên đuổi ma ông ấy cắm hương vào bát hương còn chưa cháy hẳn lão lâm đã lấy bột trắng ra rắc vào trong trông vô cùng chuyên nghiệp tiếp đó ông ấy mở cửa ra một cơn gió lập lập tức ùa tới tiếng gào thét vang lên có người còn trêu rằng điều hòa bên trong lạnh ghê nhưng sau đó người ấy đã không cười được nữa gió lạnh thổi ra đã cuốn theo cả bột trắng trong bát hương mấy nén hương và tiền giấy cũng nhanh chóng cháy hết lão lâm đổ mồ hôi ông vương như đã biết chuyện từ trước nói sao không đi vào nữa lẽ nào tính bỏ con giữa chợ sao trước đó mấy tên khiêng quan tài cho vương hằng đều đang nằm trong viện tâm thần đấy san san không tin có mà là người tiếp nối xã hội chủ nghĩa cô ấy là người xông vào nhà xác đầu tiên anh cũng tính đi theo nhưng góc áo lại bị kéo hạ nhất thiên hiểu ý ngay thả tích quân ra ngoài nó làm việc rất nhanh lập tức bay lên trước khi mấy người vào trong đã thấy san san ngồi dưới đất ngơ ngác nhìn người ở giữa người đàn ông trung niên nằm trên giường sát ngồi như kiểu thiền ánh mắt đờ đẫn như đã đợi mấy người tới lâu lắm rồi não bị bắn ra ngoài mà vẫn ngồi được như vậy quả là kỳ lạ hơn nữa hồn ma ám trên người anh ta mạnh tới nỗi tích quân không đối phó được chỉ có thể kéo dài thời gian hai cảnh sát càng không biết phải làm sao chỉ có thể chĩa súng vào anh ta hạ nhất thiên hỏi lão lâm phải làm sao đi hay ở lại lão lâm bàn bạc với ông vương giờ ác quỷ đã được giải thoát rồi nếu như không xử lý triệt để có lẽ sẽ có người chết tiếp nói mãi ánh mắt hai người họ dần nhìn về phía hạ nhất thiên anh chỉ đành nói lão lâm ông có thể đốt thêm mấy nén nhang tranh thủ cho tôi ít thời gian không anh hoàn toàn không để ý thấy con ác quỷ đã nhào tới phía sau mình cũng may tích quân phản ứng nhanh đá bay nó ra lúc này mọi người cũng hiểu ra chỉ có thể liều mạng đoàn kết với nhau mới có thể đuổi được con ma này hạ nhất thiên bảo tích quân lên trước chặn con ma lại hoác đội bắn vào vai trái anh ta khiến hồn ma bay ra ngoài nhưng sau đó hồn ma lại bay quanh tích quân khiến hồn phách của tích quân không được yên ổn hạ nhất thiên hoảng loạn dục lão lâm mau ra tay lão lâm dùng dao phẫu thuật cứa một ngón tay chấm máu vào đinh bắt đầu làm phép ông vương quay đầu lệnh cho cháu trai đi lấy máu chó đã chuẩn bị ra. tiếp đó ông ta rút roi đỏ ra đập mạnh xuống đất. ông ta lệnh cho cháu trai hát máu chó về phía con ma. nào ngờ anh ta lại hát thẳng lên người lão lâm. lão lâm đang làm phép thì bị phá hỏng. ông ấy điên đầu chửi lên, hát vào tôi làm quái gì, mắt anh mù à? sau đó ông ấy ném mấy cái đinh trong tay xuống đất. ông vương xứng sở nhưng vẫn không từ bỏ. ông ta cầm roi nhúng vào ít máu chó còn lại, miệng đọc thần chú cái roi đánh về phía con ma sau đó chói nó lại nhưng cũng chỉ chói được một lúc không thể tiêu diệt nó hẳn được hai ông lão vẫn đáng gắng gượng hết sức thấy vậy hạ nhất thiên cướp lấy dao phẫu thuật của lão lâm rạch lên tay dùng máu vẽ bùa lên mặt tích quân cuối cùng vẽ một đường tới miệng nó hai mắt tích quân đỏ ngầu tóc bay lên sau đó nó lao về phía con ma giang hai tay ra bắt đầu cào xé con ma tiếp đó vo hồn phách con ma thành một nắm rồi nhét vào miệng ăn xong trông nó vô cùng khỏe khoắn xem ra ăn được hồn ma mạnh khiến nó nâng cao được kha khá thực lực mấy người khác sợ tới đầm đìa mồ hôi ông vương lắp bắp cậu còn điều khiển nổi nó không hạ nhất thiên đi lên vẽ ký hiệu vào chán tích quân như vậy mới coi như giải quyết được nguy hiểm sau đó anh mở lọ sứ ra để nó quay về lọ nhưng lọ sứ lại nứt ra thế là anh vội tạm biệt ông vương lão lâm phải về nhà sửa lọ sứ ngay ông vương chắp tay với anh cảm ơn anh đã đuổi ma giúp con trai mình anh đưa triệu tây và san san về nhà khi họ tới tiểu khu san san đã ngủ quên trời đất anh gọi cô ấy dậy thì suýt bị cho ăn hành hết cách anh chỉ đành ôm cô ấy lên phòng triệu tây để họ ngủ một giấc anh quay về phòng mình lấy lọ sứ ra nghiên cứu trên lọ sứ không xuất hiện vết nứt mới nữa như vậy anh cũng yên tâm hơn nhiều anh gọi tích quân ra Thấy anh nó vui vẻ bay lên gần chỗ Hạ Nhất Thiên, anh kiểm tra chán nó thật kỹ, thấy ký hiệu vừa nãy đã được xóa sạch, sự lo lắng trong lòng mới tan đi. Điều này chứng tỏ Tích Quân không có gì thay đổi sau khi ăn được con ma kia cả, vậy giờ chỉ còn việc sửa lại lọ gốm rồi. Hạ Nhất Thiên đi tới phố đồ cổ, xem có thể mua được nguyên liệu làm lọ sứ nhốt ma quỷ không, tiện thể mua thêm bút lông đỏ, tiền giấy, lá bùa. Sau chuyện ngày hôm nay, anh hiểu khi chiến đấu không thể chỉ dựa vào Tích Quân được, phải trang bị đầy đủ cho mình mới được phải luyện khả năng vẽ búa thêm để nâng cao thực lực. Thế rồi anh lái xe đưa tiểu tuyết tới chợ cô ấy muốn, cô ấy định mua mấy bộ quần áo để mặc. Phải nói rằng thẩm mỹ của cô bé mười mấy tuổi đúng là không ổn, anh đành phải ra tay, mua hai bộ đồ thể thao cho cô ấy. Tiếp đó hai người tới phố đồ cổ, nơi này rất náo nhiệt, có khá nhiều người dân mang bảo bối mình đào được tới đây bán. Bỗng nhiên một bóng quen thuộc đập vào mắt Hạ Nhất Thiên, anh hét lên, nhất đàn, sau đó đuổi theo, tiểu tuyết cũng vội đuổi theo. Vì người quá đông, anh sợ Tiểu Tuyết xảy ra chuyện nên đã dừng lại, nhìn bóng nhất đàn biến mất trong chợ, không thể nào, rõ ràng anh ấy đã bị ma giết chết, cho dù là ma mượn xác cũng không thể xuất hiện vào ban ngày khi dương khí đang nhiều như vậy được. Anh tạm gác chuyện này sang một bên, đi mua đồ cần thiết, anh chọn mấy loại bút cổ và nghiên mực đỏ cùng giấy vàng, 600 tệ bay đi trong phút chốc, nhưng đồ liên quan tới tính mạng cũng nên mua đồ hẳn hoi chút. Thanh toán xong anh hỏi ông chủ, ông có từng thấy một người thanh niên hơn 20 tuổi chạy qua đây không? không ngờ lại hỏi ra chuyện thật ông ấy đáp người đó cũng tới đây mua bút và mực đỏ như vậy nhưng cậu ấy nói mực đỏ ở đây không hợp nên đã tới phía đối diện mua rồi nghe vậy hạ nhất thiên vội chạy sang hàng đối diện hỏi chủ sạp là một bà lão anh hỏi bà ấy có phải vừa nãy có một người thanh niên mua đồ của bà không bà lão không nói gì cứ nhìn về phía trương nhất đản biến mất sau đó chỉ một ngón tay về phía mực đỏ hạ nhất thiên lập tức hiểu ý bà ấy anh lấy 50 tệ ra mua 5g mực đỏ, kết quả bà ấy lại mỉm cười, lưỡi đã bị cắt một nửa, bà ấy là một người câm, thì ra bà ấy chỉ muốn lừa lấy tiền của anh thôi. Hạ Nhất Thiên tức giận kéo Tiểu Tuyết rời đi mua lọ sứ mới cho Tích Quân, lọ sứ nhốt ma được để trong hộp xám, lọ sứ bình thường không thể nhốt ma được, cho dù nó được làm từ vàng hay ngọc cũng vô dụng, chỉ khi dùng một loại sứ đặc biệt được nung từ đất sứ mới được. Anh đi khắp cả chợ vẫn không tìm được loại sứ đó, lẽ nào Tích Quân không có nơi để về nữa sao? Thế là anh anh nhớ kỹ lại quá trình bà ngoại làm lọ sứ, bà luôn tự làm lọ nhốt mà. Phải rồi, là đất âm, loại đất sứ đặc biệt đó được gọi là đất âm. Nghĩ vậy anh lập tức đưa Tiểu Tuyết rời đi, anh quyết định tự làm lọ sứ. Anh bắt đầu đi tới tìm các lò nung trong huyện thành, kết quả lại khiến anh thất vọng, cả huyện thành to lớn lại không có lò nung nhiệt độ cao mà anh muốn. Anh chỉ đành gọi điện cầu xin sự giúp đỡ của mẹ, nhà xưởng của bà ấy chắc chắn có thứ này. Sau khi có được câu trả lời, anh lái xe tới đó ngay, chuyển lò nung lên xe, lúc này mới cảm thấy nhẹ nhõm hơn, Tích Quân coi như có nhà mới rồi. Lúc này mẹ nhìn con xe Audi anh lái, tò mò hỏi đây là xe của ai, Hạ Nhất Thiên đáp, xe của con dâu tương lai của mẹ, mẹ thấy sao? Không ngờ Tiểu Tuyết lại lập tức khó chịu, trừng mắt với anh, mẹ cũng không vui, bà biết chuyện chị vợ, bà cũng y như bà ngoại, không dám làm gì bất kính với chị vợ. Tiểu Tuyết nói: "Cô à, xe này là của chị Triệu Tây, cô ấy không phải vợ tương lai của anh Thiên đâu. Giờ anh không có thời gian nói mấy chuyện này nữa nên hỏi mẹ xem sách bà ngoại để lại cho mình ở đâu." Sau khi ăn được một bữa cơm do mẹ nấu, Hạ Nhất Thiên lên tầng tìm sổ, anh tìm thấy một cơ quan phía sau chân tường, bên trong chính là quyển sổ không có tiêu đề của bà ngoại. Trong quyển sổ đó là vô số bức tranh anh vẽ nhăng vẽ cuội, thật ra anh đã nhớ hết mọi thứ trong sổ, nhưng khi làm lọ sứ có thể nhìn sách vẫn sẽ tiết kiệm thời gian hơn. Sau khi xuống tầng, anh nói với mẹ, bà ngoại bị người ta hại chết, người trong làng đều bị chết theo, con cũng suýt không ra được. Con không nuốt được cục tức này, con phải báo thù, nhưng mẹ lại như biết hết mọi chuyện, con nói sẽ ủng hộ anh báo thù. Rõ ràng bà ấy chưa từng hỏi chuyện của bà ngoại, cũng chỉ đến làng một lần, sao bà ấy biết được. Nhưng giờ không phải là lúc hỏi những điều này, anh phải nhanh chóng quay về làm lọ xứ, khi về tới Đại Long đã là hơn 5 giờ. Anh tiện thể chuẩn bị cơm tối luôn, nấu xong anh gọi Triệu Tây và San San xuống ăn cùng trên bàn ăn san san chơi đùa từ sau khi đi theo anh triệu tây thích làm đẹp hơn nhiều đấy vào nhà vệ sinh mãi chẳng thấy ra sau bữa ăn bốn người cùng nhau chuyển lò nung xuống xe giờ đã có lò nung rồi chỉ thiếu đất âm thôi loại đất này chỉ có ở nơi âm khí nặng thế là anh bảo triệu tây lấy la bàn phong thủy mang theo ít bùa chuyến này chắc chắn sẽ gặp phải thứ bẩn thỉu thấy anh nghiêm túc như vậy triệu tây lấy hẳn la bàn tổ tiên truyền lại ra trên đường đi anh đã thả tích quân ra lúc này triệu tây lấy ra một bọc đồ màu đỏ bên trong là một chiếc la bàn phong thủy cổ hạ nhất thiên hỏi đây là la bàn định tinh sao đúng vậy đây là la bàn ông nội lén để lại cho tôi ông không giao cho con trai mà lại giao cho cháu gái vì mấy người con trai tâm địa bất chính nhất là chú hai nếu ông ta có được thứ thần kỳ này ông ta sẽ làm ra chuyện hại người hại trời hạ nhất thiên đột nhiên nhận ra việc chú hai liên tục nhằm vào cô có phải vì món đồ này không Đúng vậy, ông ta đã biết lâu rồi, chỉ là con kiêng rè người nhà thôi. Hạ Nhất Thiên cho rằng la bàn định tinh cũng như roi của nhà họ vương. Đinh tăng môn của lão lâm đều là báu vật gia truyền, ai ai cũng muốn có, chắc chắn nó sẽ mang tới rắc rối cho triệu Tây. Phải rồi, tôi còn chưa biết sư phụ cô là ai. Khi tôi học cấp 3, tôi đã gặp một bà lão bị bỏ đói nên đã đưa về nhà mình một thời gian. Sau đó bà đã dạy tôi rất nhiều điều liên quan tới đạo gia, về sau bà ấy đã biến mất rồi. Đây là lương duyên đấy, quả nhiên người thiện lành luôn gặp may mắn, mấy người nói mãi rồi lại tới khu pháp trường núi Liên Thành, bởi vì đó là nơi có âm khí nặng nhất mà anh biết. Sau khi xuống xe, anh bảo Triệu Tây lấy la bàn định tinh ra, tìm nơi có âm khí nặng nhất, kết quả cô ấy dẫn anh tới bia mộ trước đó mà anh đã thắp hương. Chị vợ lại kéo áo anh lần nữa, anh nhìn Tích Quân, mặc dù nó không còn sợ hãi như lần trước nhưng vẻ mặt vẫn rất cảnh giác. Triệu Tây sợ hãi, nói không thể đi về phía trước nữa, chắc chắn ở đó có thứ đang đợi chúng ta tới cũng tới rồi, không thể đi về tay không được. Cô nhìn thấy bia mộ đó chưa, chuẩn bị bùa đi, hai người lại đi về phía trước 3 mét, mùi ngày một nồng hơn. Hạ Nhất Thiên chiếu đèn pin về phía bia mộ đó, một cánh tay thò ra khỏi hang, anh vội kêu triệu tây thắp hương, cô ấy lấy ra hương cao cấp màu đỏ, thắp lên, cắm xuống đất, cánh tay đó mới thu về. Triệu Tây hoảng sợ ngồi dưới đất, anh cũng rất sợ nên đã cầm hòn đá ném về phía động, xem người trong động là người hay ma nào ngờ lại khiến một cây gậy bật lên sau đó một bóng đen xuất hiện trong bụi cỏ nó đang đi về phía hai người trong động truyền tới tiếng người dục người trong bụi cỏ mau đưa dìu xuống hạ nhất thiên chiếu đèn pin về phía bụi cỏ đó là một tên béo anh ta coi anh là người họ hoa sau khi sợ hú hồn đã vội trả lại lưỡi dìu xuống động hai người hạ nhất thiên đã hiểu ra đó là một kẻ trộm mộ anh hỏi triệu tây cô mang theo khăn tay không cô ấy lấy ra anh buộc khăn tay vào mặt dặn cô ấy và tích quân ở đây mình qua đó lấy ít đất âm nhưng bỗng nhiên anh cảm thấy khăn tay hơi ướt Triệu Tây đáp, hôm nay lúc khóc tôi đã dùng khăn tay này lau nước mũi, Hạ Nhất Thiên vội chạy về phía động để che lấp sự ngượng ngùng. Xung quanh động đều là đất mới đào lên, trông hơi đỏ, có lẽ đào từ bên cạnh người chết ra, làm lọ nhốt ma quỷ chắc chắn rất tuyệt. Có hai tên trộm mộ trước đó thì Hạ Nhất Thiên cũng đỡ hơn trong việc đào đất, lúc này chị vợ lại kéo áo anh, anh mặc kệ. Dù gì cũng không phải do anh đào mộ lên, oan có đầu nợ chó chủ, anh chỉ là người hóng chuyện, chắc sẽ không sao. Tên béo đi tới hỏi anh lấy đất ở đó làm gì, anh đáp, làm kỷ niệm, xem ra tên béo đó đã coi anh thành người khác thật rồi. Người trong động phát giác ra điểm bất thường nên hỏi tên béo, "Tiểu Phi, cậu có thấy gì không?" "Không, hơi lạnh thôi." Người kia lại hỏi, "Trận Lôi Văn có phải phát huy tác dụng rồi không?" Xung quanh không có thứ gì bẩn thỉu cả, chủ nhân ngôi mộ cũng không có động tĩnh gì, chắc do tác dụng của trận Lôi Văn. Hạ Nhất Thiên rất tò mò về trận Lôi Văn mà họ nói, nó có thể ngăn chặn ma quỷ, nghe có vẻ khá mạnh, nhưng anh cũng cảm thấy xung quanh hơi lạnh, có vẻ âm khí đang tích tụ rồi. Lúc này anh thấy chữ Tây đang cố nói gì đó, dáng vẻ muốn gọi nhưng không dám gọi, cô ấy chỉ về phía sau đầu anh, anh quay đầu lại, hai mắt trợn tròn. Trên bia mộ cổ có một bóng hình màu trắng, ma mà sắp hiện hình rồi, lẽ nào vừa nãy anh ném đá vào một cây gậy không phải gậy bình thường. Anh nhìn xung quanh xem, có mười mấy cái gậy cao bằng người đang rung lắc kịch liệt, còn cái gậy anh ném vào trước đó dán chi chít giấy vàng, trên giấy có viết bùa chú. Triệu Tây vội nói, anh Thiên, mau chạy thôi, la bản rung rồi hạ nhất thiên không kịp nghĩ nhiều vừa ôm hộp đất vừa chạy bảo triệu tây đốt tiền giấy triệu tây đã chuẩn bị từ trước vừa đốt vừa đọc thần chú anh đuổi kịp cô ấy kéo tay cô ấy chạy đi như vậy sẽ nhanh hơn bên phía tiểu phi kia còn có anh trai anh ta bên này có tích quân bảo vệ cộng thêm việc đốt tiền giấy mượn đường nữa ma quỷ không còn đuổi theo ba người nữa một lát sau phía sau vang lên tiếng gào thét ba người càng chạy nhanh hơn hạ nhất thiên quay đầu vẫn thấy anh người chui ra từ bụi cỏ có vẻ như qua đó cứu người anh không lo được nhiều kéo triệu tây chạy về xe sau khi khởi động xe, lại nghe thấy đầu bên kia cũng phát ra tiếng nổ xe, mấy tên này lại thoát ra được, không thể nào, lẽ nào họ có cao nhân gì sao? Anh quay đầu hỏi Triệu Tây, có phải cô quen tên béo Trương Tiểu Phi đó không? Quen chứ, đó là con trai nhà họ Trương, họ chuyên làm việc đào mộ các kiểu mà. Nhà họ Trương cũng là một trong bốn huyễn môn thế gia của huyện, nhưng họ còn đi đào mộ nữa, xem ra họ đã liên kết với người phương Bắc để bày bố trận lôi văn ở pháp trường này cũng may trong lúc đó anh đã nghi ngờ trận lôi văn nên không để họ được như ý, nếu không anh muốn thu phục ma quỷ trong này là không thể nào, bởi vì chỉ khi tìm được nguyên nhân ma quỷ canh ở đây mới có thể khiến nó ngoan ngoãn đi theo mình được. Giờ chuyện quan trọng nhất là quay về nhà làm lọ sứ, đồng thời anh cũng lo lắng việc Triệu Tây bị chú hai ám sát nên đã dặn cô ấy ngoại trừ lúc ngủ ra thì phải luôn ở bên tôi. Triệu Tây đỏ mặt, anh chợt nhớ ra hôm qua lúc kiểm tra người cho cô ấy trong bệnh viện, hình như anh đã sờ ngực cô ấy, vậy nên hôm nay cô ấy mới hở tí là đỏ mặt thế khi về tới nhà đã rất muộn nhưng hạ nhất thiên vẫn chuẩn bị đồ làm lọ sứ tiểu tuyết và triệu tây tò mò vây quanh hỏi anh làm gì nếu anh nói ra sự thật có lẽ sẽ khiến họ sợ nên chỉ nói mình làm bình trà lọ sứ nhốt ma không cần quá to quan trọng là hình dáng phải chuẩn còn phải có phù văn anh mở bàn xoay tay vừa dùng lực đống đất đã vỡ ra anh thử thêm mấy lần nữa vẫn thất bại bởi vì trong đất âm có oán khí làm anh không thể bình tĩnh làm được lọ sứ Tiểu Tuyết đề xuất để mình thử, anh muốn ngăn cản vì đất này có âm khí rất nặng, không ngờ nắm đất trong tay cô ấy lại vô cùng nghe lời. Một lát sau cô ấy đã nặn thành hình một chiếc lọ, hơn nữa còn không bị thương gì, Tiểu Tuyết tiếp tục làm thêm lọ nữa và nắp, hạ nhất thiên phụ trách nung lọ, anh đưa hai lọ vào lò nung điện, nhân lúc chờ lọ được nung xong, anh cầm thạch cao màu trắng lên nặn thành hình người, luyện tập khắc phù văn, kết quả lại ra những đường siêu siêu vẹo vẹo, liệu có tác dụng không? Anh bực bội ném nó đi, nặn lọ cũng không được, vẽ bùa cũng không được, Triệu Tây cầm chú gấu thạch cao lên, nhẹ nhàng vẽ ký hiệu bùa, vẽ xong còn hỏi anh, như này được chưa? Nói thật nó rất được, anh quyết định giao chuyện vẽ bùa cho Triệu Tây, không tội gì phải làm khó mình hết. Anh lấy sách ra dạy cho cô ấy vẽ bùa, kèm theo đó là thần chú, nên vẽ ở đâu? Triệu Tây nghiêm túc ghi chép lại, sau đó thử vẽ lên thạch cao, mười mấy phút sau cô ấy đã vẽ bùa khá được, xem ra rất có thiên phú trong mảng này. Anh định về sau sẽ truyền cho cô ấy mấy cách vẽ bùa cao cấp thử xem, biết đâu cô ấy lại vẽ được, có Triệu Tây và Tiểu Tuyết giúp đỡ. Anh coi như có được hai người bạn quan trọng trong việc đối phó ma quỷ rồi, nếu họ có hứng thú, anh có thể bồi dưỡng họ thành cao thủ. Như vậy anh có thể trở thành người lên kế hoạch cho mọi việc. Chẳng mấy chốc lọ sứ đã được làm xong, màu sắc cũng tương tự như lọ của bà ngoại. Anh bê nó như bê báu vật, đặt vào trong lò, cài nhiệt độ và thời gian, có lẽ sáng mai sẽ xong. Lúc này anh nhìn đồng hồ, 12 rưỡi, anh định đưa Triệu Tây về nhà họ Triệu. Anh đã từng hứa tối nay sẽ canh linh đường ông nội với cô ấy, bởi vì tối nay là đêm cuối cùng, ngày mai phải đưa ông nội đi chôn rồi. Chắc chắn tối nay sẽ không dễ dàng gì, chú hai của Triệu Tây vẫn chưa có được la bàn, ông ta sẽ không cam tâm từ bỏ, anh an ủi, nếu họ dám ra tay, tôi sẽ giết họ. Quả nhiên cô ấy lại đỏ mặt, hai người quyết định cất la bàn định tinh vào kết bảo hiểm trong nhà. Cộng thêm phong thủy nơi này khá ổn, có lẽ sẽ không xảy ra chuyện gì được, sau đó chuẩn bị kiếm kim tiền, kiếm đào mộc, chuông hai người lái xe lên đường vừa đi được lúc điện thoại triệu tây đã vang lên là bố cô ấy gọi nghe xong cô ấy im lặng mặt tái nhợt hình như chú hai đã lấy tính mạng bà nội ra uy hiếp bắt cô ấy phải giao la bàn ra thì ra lúc sáng bà triệu vừa tỉnh dậy đã thấy chồng há hốc miệng nằm bên cạnh còn nói đòi la bàn định tinh bà ta hoảng sợ chạy ra ngoài lại thấy chồng đưa tay chào hỏi mình ngô chính hoa nhận định bà triệu đã bị ma ám cứ như này chắc chắn sẽ bị ông triệu kéo xuống âm gian cùng mà người ra tay chính là hạ nhất thiên ngô chính hoa nói anh đã thi triển tà thuật khiến linh hồn ông triệu quanh quẩn nơi này muốn phá giải tà thuật phải lấy la bàn định tinh ra thế là bà triệu đã cho người gọi cho triệu tây bảo cô ấy mang la bàn định tinh và sổ la bàn tới nhà họ triệu còn dặn không được cho anh vào nhà họ làm loạn chỉ cho một mình cô ấy mang đồ vào hiển nhiên đây chính là cãi bẫy để triệu châu cướp lấy la bàn anh hỏi triệu tây cô giao đồ này ra rồi họ thật sự sẽ bỏ qua mọi chuyện sao Triệu Tây tự an ủi mình, đương nhiên, chú hai sẽ không làm khó chúng ta nữa, sau đó cô ấy bảo anh đưa mình tới cổng là được, có gì tôi sẽ gọi điện cho anh. Được, có gì cứ gọi trước, sau bỏ điện thoại vào túi là được, tôi sẽ đứng ở đường bên ngoài đợi cô, cô ấy đồng ý. Chẳng mấy chốc hai người đã tới cổng nhà, đèn trang hoàng khắp nơi, sáng rực một vùng, vô số thanh niên đứng ngoài, ai không biết còn tưởng đang tổ chức đám cưới, nhưng anh biết rõ bà Triệu làm vậy là để tăng dương khí, nhưng nếu Ngô Chính Hoa định làm phép thật, mấy người trẻ này không hề có chút tác dụng nào cả triệu tây sắp đi vào trong anh dặn cô ấy phải mang theo bùa định hồn và bùa đuổi ma một khi có gì bất thường nhớ đọc thần chú khi hai người đang nói chuyện mấy người đàn ông nhìn qua họ lấy điện thoại ra gọi cho ai đó người dẫn đầu đi tới kêu triệu tây mau vào trong còn về phần hạ nhất thiên họ đã chửi anh là kẻ khốn nạn còn định động tay họ không thấy tích quân ngồi trên vai anh nên không hề kiêng rẻ người kia còn định tát anh một cái tích quân đã bẻ tay anh ta làm anh ta kêu đau oai oái cánh tay hẳn lên năm dấu tay tên đó sợ hãi anh ta biết chuyện của huyễn môn không thể dùng tư duy của người thường nghĩ được thế là anh ta vội xin tha đương nhiên hạ nhất thiên đồng ý nhưng điều kiện là họ phải bảo vệ triệu tây khi cô ấy ở trong đó nếu không cả nhà cứ mua quan tài đi tên đó lấy điện thoại ra lưu số điện thoại của anh nói có chuyện sẽ báo cho anh ngay thậm chí còn tặng anh con polo 6 mà đàn em vừa mua coi như quả đền tội thấy anh ta hiểu chuyện thế anh nói sau này nhà anh ta có gặp chuyện ma quỷ gì anh sẽ giải quyết cho triệu tây ở bên cạnh nhìn cũng buồn cười về sau triệu tây đi vào nhà hạ nhất thiên gọi cho san san anh tập trung vẽ bùa tránh tả và định thần lát sau có một cảnh sát gõ cửa xe anh san san đã tới anh hỏi cô ấy mang súng theo chưa cô ấy vỗ hộp ở eo mình anh đưa bùa cho cô ấy bảo cô ấy vào trong nhà họ triệu bảo vệ triệu tây có gì bất thường lập tức chi viện kết quả cô gái này lại còn bày cho quyến rũ anh vào ban ngày sau khi san san rời đi hạ nhất thiên thả tích quân ra sau đó tiếp tục vẽ bùa sau khi ăn được hồn ma vương hằng thực lực của tích quân đã tăng lên kha khá nhưng dễ né ngọn sáo nơi sở hở khó tránh vết đâm trong bóng tối anh cần phải bảo vệ tích quân cẩn thận hơn tốt nhất là như bà ngoại nuôi một lượng lớn ma quỷ chiến đấu như vậy là vô địch rồi anh chỉ có một con ma này thật sự là quá ít anh lấy sổ của bà ngoại ra tìm cách giao tiếp với ma quỷ dù sao muốn mời ma vào lọ xứ để phục vụ cho mình không hiểu tiếng ma thì không được khi người bình thường trò chuyện với ma sẽ cách một tầng dương khí của thế gian ma quỷ muốn nghe được tiếng người rất đơn giản vì dương khí có thể đánh được âm có thể thông được tới rất nhiều nơi nhưng muốn nghe hiểu tiếng ma lại rất khó anh tìm được lá bùa gọi là bùa thông linh để lá bùa này dưới người sau khi ngủ sẽ có thể trò chuyện với ma nhưng nếu không đủ tỉnh táo trong lúc ngủ ăn đầu của ma quỷ có thể sẽ bị ma quỷ đưa đi vậy nên phải tìm một người giỏi để bảo vệ thời khắc quan trọng có thể kéo mình về anh đã quyết định chọn người đó là Triệu Tây, anh niệm thần chú, tay vẽ ký hiệu lên lá bùa, mỗi một nét đều thể hiện thành ý trong lòng, không có chút tạp niệm nào. Sau khi vẽ xong lá bùa, nó toát ra ánh sáng vàng khó tin, đó chính là minh chứng cho thấy bạn đã mượn được thần lực của 28 tinh tú. Chỉ khi mượn được thần lực bùa mới phát huy hiệu quả mạnh nhất. Anh vừa vẽ bùa vừa quan sát tình hình bên trong nhà, qua nửa đêm rồi vẫn không có gì bất thường hết. Tới hơn 4 rưỡi sáng, anh phát hiện ra điều bất thường, hơn 3 giờ âm khí rất nặng, nếu muốn gọi ma thì đã gọi lâu rồi, sao tới giờ vẫn chưa làm gì? anh lấy điện thoại ra gọi cho san san định hỏi tình hình kết quả khi nhìn ra ngoài cửa sổ lại thấy ông triệu mặc áo qua nhìn anh chằm chằm chị vợ lập tức kéo mạnh áo hạ nhất thiên trong nhà vang lên tiếng súng điện thoại của anh cũng vang lên ông triệu đã nhào tới tích quân bay tới chặn ông ta lại vừa lên đã xé ông ta suýt hồn bay phách tán nó còn định ăn cả ông ta nhưng anh đã ngăn lại đó là ông nội của triệu tây ông nội vợ của anh đấy sao có thể bất kính với trưởng bối được trong nhà lại vang lên tiếng súng anh vội chạy về phía đó rốt cuộc bên trong xảy ra chuyện gì San San đang chĩa súng về phía bà Triệu, bà Triệu cầm dìu chĩa vào Triệu Tây, nở nụ cười quỷ dị, quan tài của ông Triệu trong linh đường cũng bị mở ra, ông lão nằm dưới đất, não cũng lòi ra ngoài. Lôi Thanh đưa đàn em tới, trong đó có một người đã trúng đạn, bố mẹ Triệu Tây ngây ngốc vì chuyện xảy ra quá nhanh, còn chưa tới 2 phút, chỉ có bố con Triệu Châu là như biết sẽ xảy ra chuyện này. Lúc này San San định nổ súng tiếp, mọi người xung quanh vội lên ngăn cản, Hạ Nhất Thiên hét lên, dừng tay, sau đó lệnh cho tích quân lên đuổi con ma đang ám bà Triệu ra. Tích Quân làm theo, vung tay một cái đã lôi được con ma đó ra, ngồi bên bên ăn ngon lành, bố con Triệu Châu thấy vậy lạnh mặt đi, nhưng San San vẫn kiên quyết chĩa súng về phía mọi người, mọi người cũng tưởng cô ấy bị ma ám, chỉ có Hạ Nhất Thiên biết cô ấy mang theo bùa trên người, Trừ Phi gặp phải ma mạnh hơn Tích Quân, nếu không không thể nào bị ma ám được, thế là anh vội đi tới ôm lấy cô ấy, nhẹ nhàng nói không sao rồi, dễ dàng lấy được súng từ tay cô ấy cô ấy hoàn hồn hoảng sợ nói với anh hạ nhất thiên hình như tôi giết người rồi anh an ủi bà triệu vẫn chưa chết người khác cũng chưa chết cô cứ yên tâm sau đó anh gọi người gọi bác sĩ tới chữa trị một nhóm bác sĩ chạy tới ôm bà triệu đi cấp cứu lúc này hai bóng người vội chạy vào đó là chú hải và lâm phi du họ thở hổn hển chạy vào hỏi anh có tiếng súng là sao san san kể lại mọi chuyện khi cô ấy đi lấy nước cho triệu tây đã thấy ông triệu trong quan tài bật dậy định tấn công triệu tây cũng may lôi thanh kéo cô ấy tránh đi nhưng ông triệu vẫn tấn công san san chỉ đành nổ súng bắn ông ấy không ngờ bà triệu cũng cầm dìu tấn công triệu tây từ phía sau nên cô ấy lại nổ súng vậy còn cậu ta thì sao chú hải chỉ vào tên côn đồ bị thương người này là tôi bất cần bắn phải ai kêu anh ta cứ chạy loang quang trước mặt tôi Chú Hải nhíu mày, suy nghĩ lời San San nói, Lâm Phi Du kiểm tra thi thể, bố con tàn độc kia, họ năm lần bảy lượt hại Triệu Tây, Hạ Nhất Thiên đã không chịu được nữa, đi tới đạp Triệu Châu đang định bỏ chạy, hỏi, Ngô Chính Hoa đâu? Hôm nay ông không nói rõ tôi cho ông chết tại đây, Triệu Châu không lên tiếng, được, anh lệnh cho Tích Quân nhai đầu con trai ông ta. Triệu Nghị run sợ, lập tức nói giờ Ngô Chính Hoa đang ở sau núi, nghe thấy tên Ngô Chính Hoa, chú Hải bực tức chỉ vào Triệu Châu, cậu được đấy, lại cấu kết với tu sĩ Huyễn môn bên ngoài, đối phó với bố mẹ mình thì ra ngô chính hoa cũng là người đại long khi còn trẻ ông ta đã học được thuật đuổi ma của mao sơn gây chuyện hại người về sau đã bị bà ngoại hạ nhất thiên đánh bại đuổi ra khỏi nơi này nghe nói về sau ông ta đã đầu quân cho nho môn cải tà quy chính nhưng chỉ dựa vào việc tối nay ông ta mượn hồn ông triệu hại người sai khiến ma quỷ nhập vào bà triệu là biết ông ta chẳng thay đổi gì kế hoạch độc ác của triệu châu là để toàn bộ tài sản nhà họ triệu chuyển thành tên mình hết giết người thừa kế của ông triệu là triệu tây sau đó vu oan cho bà triệu cuối cùng dụ anh ra sau núi để ngô chính hoa giải quyết như vậy ông ta có thể tiếp quản toàn bộ nhà họ triệu cũng may san san mang theo súng xuất hiện chú hải và lão lâm kịp thời đi tới mới phá vỡ kế hoạch của ông ta những người khác biết được sự thật này lập tức đánh ông ta túi bụi lão lâm lên tiếng ngăn cản mọi người triệu châu mới thoát được một mạng Đương nhiên ông ta muốn sống thêm thì phải dẫn đường cho mọi người đi tìm Ngô Chính Hoa trước khi đi phải dọn sạch toàn bộ ma quỷ trong nhà này đã. Ví dụ như ông Triệu, thi thể ông ấy vẫn đang run lên, linh hồn ông ấy lại không xuống âm gian được nên đang dần biến thành ác quỷ, quanh quẩn quanh thi thể mình. Chú Hải cảm thán, ông bạn già, thấy ông như vậy tôi khó chịu lắm, Triệu Tây khóc định sông lên, ngay cả Lão Lâm cũng bực bội chửi Triệu Châu đã hại bố mình thành ra như vậy. Triệu Châu tức điên lên, trách bố mình đối xử với ông ta không tốt, thứ gì tốt cũng cho anh trai, ông ta hận bố mình chỉ vì chuyện này mà cậu khiến bố mình thành ác quỷ sao chú hải lấy người giấy ra sau đó viết tên ông triệu lên đọc thần chú rồi nói với linh hồn ông triệu ông bạn già cơ thể ông ở đây ông triệu đi tới biến mất trước mắt chú hải giờ còn con ma trong người bà triệu nữa chú hải định cho lão lâm giải quyết bởi vì ông ấy phải làm phép mời quỷ sai để đưa ông triệu xuống âm gian nhưng lão lâm còn chưa làm gì tích quân đã xông lên loại trừ con ma đó đối với nó đây là đồ ăn nâng cao thực lực nó sẽ không nhường cho người khác lão lâm oán thán cậu không thể để tôi thể hiện chút sao Hạ Nhất Thiên nịnh nọt, chuyện còn con này cứ để tôi làm là được rồi. Chú Hải chép miệng một cái, sau đó mặt tái nhợt, lắc đầu. Linh hồn ông triệu không xuống âm gian đầu thai được là vì quỷ sai địa phủ phái tới đưa ông ấy đi đã biến mất không tung tích. Giờ âm phủ trách tội, đòi phải xử phạt người có liên quan. Điều này có nghĩa là cả nhà họ triệu đã đắc tội với địa phủ, phải vào cửa tử rồi. Người nhà nghe vậy không khỏi bật khóc, triệu tây nhào vào lòng Hạ Nhất Thiên, khóc không thở nổi. Có người hỏi chú Hải, ngày mai phải đưa người đi chôn rồi, giờ phải làm sao? giờ địa phủ đang rất giận trừ phi mọi người có thể tìm thấy quỷ sai cho họ như vậy may ra mới có cơ hội cứu chữa hạ nhất thiên hỏi chữ châu có phải ngô chính hoa đã đưa quỷ sai đi không chữ châu đáp họ không dám động vào quỷ sai để nó đi lang thang vừa nãy quỷ sai còn trốn ở góc mà mấy người nhìn theo hướng ông ta chỉ ai cũng ngây người quỷ sai đã bị tích quân ăn còn mỗi cái chân hạ nhất thiên tức điên lên tích quân mày đang hại tao rồi đấy sau đó anh quay đầu hỏi chú hải quỷ sai chết rồi thì sao muộn nhất là ba ngày địa phủ sẽ phái người tới lấy mạng cậu nếu muốn sống thì nhất định phải xin lỗi ghê đấy phải đáp ứng mọi điều kiện của họ không thể đắc tội với họ được vẫn còn ba ngày hạ nhất thiên thở phào trong ba ngày này chuẩn bị mọi thứ nên đón địa phủ là được anh gọi tích quân lại kết quả nó vẫn cố ăn cho hết cái chân rồi mới khó chịu quay về anh nhìn thấy vết nứt đã lan tới gần miệng lọ xem ra thực lực của tích quân đã tăng lên đáng kể rồi Lúc này lão Lâm đề nghị, chuyện tới nước này vẫn nên giải quyết Ngô Chính Hoa ở sau núi đã, cũng chỉ có thể vậy thôi, chú Hải lấy một cái hộp màu đen ra, đặt người giấy có linh hồn ông Triệu vào đó, dán bùa vào, sau đó đưa cho Triệu Yên, dặn ông ta thờ phụng đàng hoàng, 9 giờ sáng mai xuất quan. Sắp xếp xong mọi việc, mấy người mới quyết định lên núi đấu với Ngô Chính Hoa, Triệu Tây đề nghị để cô ấy dẫn đường. Hạ Nhất Thiên hiểu cô ấy đang muốn báo thủ cho ông nội, nhưng sợ cô ấy đi theo họ sẽ gặp nguy nên nói, để Triệu Nghị đi dẫn đường cùng, gặp nguy hiểm còn có kẻ chết thay chú hải và lão lâm đồng ý chú hải đưa cho mỗi người một người giấy sau đó mọi người đi ra sau núi vừa đi được lúc thì trời đổ mưa chú hải thấy vậy lấy một mai rùa trong ba lô ra trên mai có ba vạch đại diện cho trời đất và con người xung quanh có 10 đường đại diện cho 10 thiên can vòng ngoài cùng là 24 đường đại diện cho 24 tiết khí lưng mai rùa cũng có 12 đường đại điện cho 12 địa chỉ mai rùa này là báu vật của nhà âm dương khương tử nha và chu cát lượng thường dùng nó để bói quẻ mấy người nhật sống no đủ cũng học được điểm này về sau tự xưng là nhà âm dương, chú Hải cầm nó lắc một lúc, sau đó đổ mấy đồng tiền ra, đây chính là quẻ lắc được. Chú Hải nhìn quẻ, vẻ mặt nghiêm trọng khiến Hạ Nhất Thiên nín thở, nhưng ông ấy vẫn nhẹ nhàng nói, vẫn được, đi thôi. Lão Lâm đột nhiên dừng lại, "Quẻ đó bọn tôi nhìn thấy hết rồi, sao vẫn được được, không phải sẽ rất nguy hiểm sao?" Chú Hải nhỏ máu rùa vào người giấy, sau đó lấy một sợi tóc của Hạ Nhất Thiên, buộc vào eo người giấy, ông không nói gì, tiện tay vứt người giấy xuống đất, tiếp tục đi về phía trước. Lúc này chị vợ kéo góc áo anh, Hạ Nhất Thiên nhìn ngang nhìn dọc nhưng lại không thấy gì, chỉ thấy người giấy đó ngày càng cách xa mọi người. Anh chợt cảm thấy tim đập chân run, anh vội hỏi chú Hải có chuyện gì xảy ra vậy, đừng quay đầu nhìn, cẩn thận mù mắt đấy. Vừa dứt lời một tia sét đánh thẳng xuống người giấy, đây là lời nguyền sấm chớp, chú Hải thở phào nhẹ nhõm, giới thiệu với mọi người, đây chính là triệu lôi nguyền của Mao Sơn. Là ngô chính hoa nhân lúc trời âm u lập đàn cầu sấm chớp, hạ nhất thiên là người có âm khí nặng nhất, chỉ cần chạm vào một tia sét cũng sẽ chết ngay. Lão Lâm thích thú hỏi, có phải vừa nãy ông bói ra được điều này nên đã dùng mai rùa và người giấy chịu xét thay cậu ấy không? Nếu là vậy thì cho dù có nguy hiểm thì chúng ta vẫn có thể tránh trước được. Chú Hải sầm mặt đáp, không phải, thứ tôi bói vừa nãy là mạng của hai ông già chúng ta, lúc này Hạ Nhất Thiên vẫn chưa hết bảng hoàng. Đây là đấu pháp, quá nguy hiểm rồi, hở tí là có thể gọi xét tới, anh cảm thấy sau lưng lạnh toát, có lẽ chị vợ cũng rất tức giận. Lúc này trời đổ mưa, không biết phía trước còn bao nhiêu sấm sét đang đợi họ, hơn nữa Ngô Chính Hoa còn biết sai khiến linh hồn, trời mưa mà gọi ma quỷ tới thì không dễ đối phó chút nào. Xem ra anh bắt buộc phải trao đổi với chị vợ một lần, nếu không một mình đi đấu với ông ta, có lẽ chết thì nào cũng không biết. Lúc này lão Lâm vẫn còn có hứng nói đùa, đừng xem thường mấy ông già bọn tôi, lúc bị dồn tới đường cùng thì gì cũng làm được đấy. Mấy người càng đi tới đỉnh núi, âm khí càng nặng, người cũng càng lạnh hơn khi leo tới sườn núi chú hải bắt đầu giải đầy người giấy đây được gọi là búp bê thế thân có thể ngăn chặn âm khí cho mọi người nhưng âm khí vẫn rất nặng người giấy không có tác dụng gì thế là chú hải đoán ngô chính hoa đang triệu hồi quỷ núi vừa nghe thấy hai chữ quỷ núi lão lâm đã căng thẳng còn muốn bỏ cuộc giữa chừng nhưng chú hải vẫn kiên trì muốn đấu với quỷ núi quỷ núi là gì đó là thần núi chưa được sắc phong chính thức là quan triều đình chú hải mặc kệ nói ngô chính hoa dám gọi tới tôi dám giết sau đó ông ấy lấy năm người giấy ra dặn lão lâm hộ pháp cho mình ông ấy để năm người giấy trên tấm vải đỏ dưới đất cầm bút vẽ lên người giấy một lát sau hạ nhất thiên nghe thấy tiếng kêu gào bên tai sau đó một người phụ nữ đột nhiên xuất hiện trong rừng bên cạnh là mấy thứ nhìn như linh thú lão lâm cứa ngón tay cầm chặt mười mấy cây đính nhúng và máu mấy linh thú kia đã nhào về phía họ hạ nhất thiên có thể cảm nhận được âm khí đang bùa vây nếu như để chúng vô chúng chết là cái chắc lúc này đinh của lão lâm đã phát huy tác dụng uy lực cực mạnh khi nó đâm vào linh thú chúng phát ra khói xanh sau đó gào lên rồi biến mất chú hải ngồi dưới đất tiếp tục vẽ bùa tiếp đó miệng đọc thần chú cuối cùng ông ấy hét lên ngũ hành chuyển hình năm người giấy đứng dậy bay ra xa khi người giấy tiếp đất mấy linh thú kia vô cùng kinh ngạc quay người bỏ vào rừng quỷ núi kia nở nụ cười quỷ dị tiếp đó cũng quay người đi vào rừng thật ra quỷ núi cũng là một loại linh địa cũng là ma quỷ nhưng nó có linh trí có thể khiến ác thú gặp nạn trong rừng trở thành thuộc hạ của mình quản lý âm khí trong rừng vì vậy nên đã trở nên vô cùng lớn mạnh nhưng nó không phải thần núi thật sự nên dễ bị người ta sai khiến thuật sĩ mao sơn giỏi nhất là việc điều khiển quỷ núi con quỷ núi vừa nãy rất thông minh linh thú bị tiêu diệt nó lập tức bỏ chạy có thể thấy còn không ngoan hơn cả con người quỷ núi bỏ chạy đã khiến ngô chính hoa lo lắng nhìn mây đen trên trời có thể thấy ông ta lại gọi sấm xét tới lão lâm nhắc nhở một câu chú hải lập tức bấm đốt tay nhìn lên trời bắt đầu bói một quẻ sau đó mặt trắng bệch nhìn mọi người cuối cùng dừng lại trên người triệu nghị anh ta hoảng sợ chú hải đưa cho anh ta một người giấy bảo anh ta cầm nó rồi xuống núi triệu nghị sợ một mình đi về nên không chịu làm theo chú hải cũng nói thẳng ra cậu không xuống núi sẽ chết nhớ khi xuống tuyệt đối đừng quay đầu lại có người gọi cũng mặc kệ làm như không nghe thấy nếu không còn chưa nói xong anh ta đã nhận lấy người giấy quay người chạy xuống núi thấy anh ta đi xa chú hải mới nói ra sự thật ông ấy bói ra được trên người triệu nghị có ma quỷ ngô chính hoa sai khiến chưa biết chừng lát nữa anh ta sẽ kéo chúng ta đi chết cùng còn người giấy đó chính là bùa hộ thân chú hải cho anh ta tiếp đó mọi người đi lên đỉnh núi chú hải vẫn liên tục đọc thần chú vẫn rắc người giấy liên tục đều đặn mỗi lần bốn con vì để tránh bị xét đánh hạ nhất thiên cũng phải vừa đi vừa vứt một con người giấy người giấy này có thể mê hoặc đối thủ mê hoặc thiên cơ khiến ngô chính hoa không tìm được vị trí của mọi người cũng không thể sai khiến quỷ ám vào được nhưng cách này rất hao tổn tinh khí về sau mặt chú hải đã trắng bệch thậm chí còn thổ huyết lão lâm đi lên đỡ lấy ông ấy Chú Hải nói, dùng nhiều quá nên nghịch gió rồi, trong thuật ngữ đạo gia, nghịch gió có ý bị phản tác dụng. Nghe vậy lão Lâm kêu Hạ Nhất Thiên và Triệu Tây đưa chú Hải quay về, một mình ông ấy lên đấu với Ngô Chính Hòa. Nhưng lúc này, một tiếng sấm vang lên từ xa, tiếp đó là tiếng kêu gào thảm thiết, đây có lẽ là tiếng của Triệu Nghị bị xét đánh. Nếu không phải có chú Hải tính được trước điều này, có lẽ anh ta đã làm liên lụy tới cả mọi người ở đây lão lâm cũng bình tĩnh lại càng thêm nể phục chú hải hơn triệu nghị dù gì cũng là em họ của triệu tây nên cô ấy lo lắng liệu anh ta có bị xét đánh chết không chú hải đưa tay ra định bói hạ nhất thiên vội ngăn lại vì bảo vệ mọi người chú hải đã bị người giấy hút cạn tinh khí còn nghịch phong rồi triệu nghị vẫn còn có thể kêu lên thì chắc chắn vẫn chưa chết không cần phải để chú hải hao tốn tinh khí vì anh ta nữa triệu tây hiểu ra không nói gì thêm mọi người tiếp tục đi lên đỉnh núi khi sắp tới nơi chú hải chợt ngăn mọi người lại ông lấy mai rùa ra buộc người giấy của mọi người vào mai rùa tiếp đó thả con rùa đi sang một hướng khác lão lâm lo lắng đó là rùa đồng mệnh với ông đấy từ nhỏ đã ở bên ông rồi không lo được nhiều thế đâu hạ nhất thiên thấy chú hải đã đầm đìa mồ hôi thở không ra hơi anh dặn ông ấy lát nữa có gì cũng không được làm phép chú hải gật đầu ánh mắt lộ ra sự quyết đoán xem ra ông ấy đã quyết định liều mạng rồi khi mấy người đi gần lên đỉnh núi mưa ngày một nhỏ hơn trông rất quỷ dị chú hải thở dài bấm đốt ngón tay mưa tạnh rồi chúng ta tới muộn rồi lão lâm lập tức chạy lên đỉnh núi hạ nhất thiên dìu chú hải đi lên triệu tây quay lại mang con rùa về anh cảm thấy có lẽ sẽ không sao nên cũng kệ cô ấy lão lâm chửi bới đồ mất dạy có bản lĩnh thì đừng chạy tao phải đánh tan hồn mày trên bàn làm phép trước mắt ngoại trừ pháp khí bản mệnh của ngô chính hoa người giấy bùa chú ra thì không thấy người đâu nữa chú hải nói một tờ bùa xanh tốn mất mấy nghìn tệ đống này cũng phải mấy trăm nghìn tệ hạ nhất thiên ngây người một tờ mấy nghìn tệ trên đường đi chú hải giải nhiều người giấy như vậy có khác nào giải tiền đi đâu lão lâm chợt nhận ra triệu tây chạy về lấy rùa mãi vẫn chưa về ba người trở nên căng thẳng khi họ định đi tìm cô ấy thì triệu tây đã quay lại mặt nở nụ cười kỳ lạ hạ nhất thiên không nghĩ nhiều lấy lọ sứ nhốt ma quỷ ra quỷ núi mày nhập vào ai không nhập lại đi nhập vào người cô ấy cô ấy là người thân của tao tao sẽ không để mày được làm hại cô ấy đâu quỷ núi thấy mình đã bị bại lộ nên cũng không giả vờ nữa chú hải thử bàn bạc với nó để nó tha cho triệu tây quỷ núi lại không biết điều nói muốn tiêu diệt sạch mấy người làm nơi trú ẩn cho nó nó vung tay lên triệu hồi mười mấy linh thú bao vây lấy mọi người được nếu mày đã thích vậy thì tao cũng không nương tay nữa hạ nhất thiên thả tích quân ra hai mắt nó đen sì nghe nành mùa vuốt quỷ núi nhập vào triệu tây cũng khiến nó nổi giận chú hải nhìn dáng vẻ của tích quân biết đó là sự điên cuồng cuối cùng khi lọ sứ sắp bị vỡ vậy nên ông ấy khuyên hạ nhất thiên nhịn chút nhưng anh không nhịn được nữa không làm được thì đồng quy vu tận thôi chú hải tranh thủ thời gian trao đổi với quỷ núi lần cuối hỏi hồn phách của triệu tây còn ở đó không quỷ núi nói hồn vẫn còn nhưng nó sẽ nhanh chóng đuổi luyện hồn phách đó thôi nó cũng sẽ tiếp nhận ký ức của triệu tây vậy nên nhân quả của cô ấy vẫn do nó trả chỉ có cơ thể là nó sẽ không nhượng bộ quỷ núi cho rằng mình làm vậy là quá nhân từ rồi hạ nhất thiên tức tới gân xanh nổi lên anh định bảo tích quân đi lên tiêu diệt nó nhưng chú hải đã ngăn lại làm thế nào để mày trả lại cơ thể cô ấy Quỷ núi bật cười, châm biếm thực lực của ba người vẫn chưa đủ sống chết một phen với nó, ngay cả Ngô Chính Hoa vừa nãy còn làm phép ở đây cũng bị nó dọa cho chạy mất. Hạ Nhất Thiên không do dự nữa, cắn đầu ngón tay, vậy thì đi chết đi, anh mặc kệ chị vợ đang kéo góc áo, chấm ngón tay dính máu lên trán Tích Quân, vẽ ký hiệu lên đó, một sức mạnh khổng lồ lập tức bùng lên. Tích Quân vốn dĩ đã mất đi chút lý trí, dưới tác dụng của bùa chú nó càng trở nên vặn vẹo hơn, con linh thú nào xông tới chỗ nó, nó cũng bóp chúng tan thành mây khói, hai ông lão lo lắng nhìn hai người, Hạ Nhất Thiên tiếp tục lệnh cho Tích Quân đuổi quỷ núi ra khỏi người Triệu Tây, quỷ núi bình tĩnh nhìn mọi thứ, tay khẽ rung chuông, bắt đầu cất tiếng hát, tiếng chuông, tiếng hát hòa vào mưa như làm linh thú hưng phấn lên, chúng bắt đầu điên cuồng nhào về phía mọi người. Tích Quân cũng như bị mất đi hồn phách, Hạ Nhất Thiên cũng bị phân tâm, chỉ có thể trơ mắt nhìn Tích Quân sắp bị hồn bay phách tán, Hạ Nhất Thiên vô cùng tuyệt vọng, ngồi dưới đất, tay nắm đá tới chảy cả máu, bỗng nhiên trong đầu anh hiện lên một chữ chết. Chị vợ đã xuất hiện trước mặt anh, cô ấy hét lên, "Muốn chết hả?" Cô ấy đã khiến tiếng hét của quỷ núi dừng lại, linh thú đang tấn công cũng biến mấy, Tích Quân cũng sững sờ khi mọi thứ dừng lại, khi khi nó quay đầu thấy là chị vợ thì vội quỳ rạp xuống, người run rẩy. Chị vợ không hề nể năng gì, trách nó không bảo vệ cho chủ tốt, vung tay khiến hồn phách nó như muốn bay ra ngoài, Tích Quân lăn mấy vòng dưới đất, sau khi hoàn hồn nó lại quỳ dưới đất, Hạ Nhất Thiên thấy nó tội nghiệp nên định xin chị vợ tha cho nó, kết quả chị vợ như chầm chậm quay đầu lại, anh lập tức hoảng sợ, lần trước chị vợ quay đầu nhìn anh đã khiến anh mất 30 năm tuổi thọ, bỏ đi, không nên đắc tội với nóc nhà thì hơn. Chị vợ lớn tiếng quát mắng, một con quỷ núi nhỏ bé lại dám hỗ sược thế, mau hiện thân đi, ngay sau đó, xung quanh chị vợ như có sóng âm tỏa ra. Quỷ núi bay ra khỏi người Triệu Tây, hồn phách run rẩy, lúc này ánh mắt của nó không thể dùng từ sợ hãi để hình dung được nữa. Tiếp đó nó quỳ xuống đất, liên tục dập đầu xin tha, chú Hải và lão Lâm ngây ngốc nhìn, không ngờ lại có thể đào lộn tình thế vào lúc này. Chị vợ không hề mềm lòng, nhấc quỷ núi lên cao, quỷ núi không vùng vẫy nổi, chỉ có thể đau đớn kêu gào. Quỷ núi này là thần núi của ngọn núi này, cư thế giết nó liệu có được không? Hạ Nhất Thiên hỏi chị vợ, kết quả lại nhận được câu trả lời quen thuộc, gọi cửu công chúa.